chương 2171, xưa nay chưa từng có, Đông Phương, Thân Đồ, Kính Gia, Vũ Văn Gia, Nguyệt Gia tuần tự đều lọt vào phục kích, hai vị này có thể đột phá trùng điệp vây quanh lại tới đây, thực không đơn giản. Thiên cảm sư huynh, cảm giác được kính thiên cảm khí tức, duy nhất sống sót kính gia đệ tử lập tức thống khổ lưu nước mắt, leo đến kính thiên cảm bên người. Sư huynh, cửu cửu ta. Cái này họ lục không giữ lời hứa a, à. đây là dưỡng tinh thần nê, ngươi cầm. Xem như tiểu nhân hiếu kính ngươi. Nắm thật chặt kính thiên cảm đùi, kính gia đệ tử mặt mũi tràn đầy viết đại đại hối hận. Ba, một đào đá ngang hung hăng đá vào kính gia đệ tử trên người, kính thiên cảm nguyên tông cảnh tứ trọng khí tức cùng bạo vô song, nháy mắt đem hắn đá bất tỉnh, kính thiên cảm lạnh lấy mày kiếm, bàn tay quan xoắn thành trảo. Một cổ khổng lồ hấp lực nháy mắt đem dưỡng tinh thần nê túi không gian thu vào trong lòng, lục lâm huyền bọn ngươi cùng nhiều người như vậy ý muốn như thế nào? Đều coi thường cổ tông quy cũ sao, kính thiên trảm kim đao hoành lập thân trước, mênh mông trong hư không, kính thiên trảm cùng vũ văn huyền phong đồng thời ánh mắt nhăn lại. Cùng loại này cặn bã có lời vô ích gì nói, giết hắn, dùng tế cổ tông uy danh. Hai người trong mắt lóe lên giữ tận ánh mắt, vũ văn huyền phong trong tay lóe ra một đạo bén nhọn âm thanh xé gió, lập tức móng vuốt nhọn hoắt như xung kích pháo đồng dạng bạo đánh phía lục lâm huyền có chút bản sự, lục lâm huyền ánh mắt hơi khép, trước mắt vũ văn huyền phong thế công đến mức như thế lăng lệ, lại không chút hoang mang, chân đạp huyền dị bộ phát, một cái dưới eo liền đem màu lục móng vuốt nhọn hoắt tránh khỏi. Bỗng dưng, lục lâm huyền cứng lên, gõ gõ trên vai cho bụi, trong mắt lướt qua một lần dữ tợn, trừng mắt kính thiên trảm cùng vũ văn huyền phong, các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sao? Lần trước vân bản để các ngươi dẫm tại trên đầu ta, thật đúng là đem mình làm ra. Vũ Văn Huyền Phong cười lạnh một tiếng, trảo bộ lóng lánh hào quang màu xanh biếc, một cổ thao thiên năng lượng từ quanh thân khuếch tán ra đến, tự như quan hồ bao phủ thiên địa. Trong khoảnh khắc, một thuộc tính cùng bạo năng lượng khiến cho trước người mảng lớn không gian vặn vẹo. Cho dù là tô giật, cái kia cũng không tới phiên ngươi quản, thuận tay nhiều đệ tử như vậy, bồi tiếp các ngươi bắt tô giật. Còn đem Nguyễn Nhi tiểu thư cột vào nơi này. Đều không muốn sống kính thiên cảm nhíu mày, đồng dạng một cổ sát khí như bão táp đồng dạng khuếch tán. Tiểu tử Ta kính gia cùng vũ văn gia nhân mã liền đến. Mặc kệ ngươi có âm mưu gì, hôm nay ta cũng làm sinh bổ ngươi, kính thiên cảm hét lớn. Vừa dứt lời, không hề chậm trễ chút nào, kính thiên cảm quanh thân quỷ dị quan mang hiển lộ, nháy mắt bốn phương tám hướng đều là tràn ngập kiếm ảnh. Lên, cùng thời khắc đó, kính thiên cảm sau lưng mười mấy tên đệ tử tinh anh đồng thời thân hình lớn bên trên, cường hãn nguyên khí lập tức che kín hư không, hướng phía lục lâm huyền bảo anh mà đến. Âm, mắt thấy không trung hội tụ thành cơn bão năng lượng tự như giao long hàng thế, lục lâm huyền đồng dạng hét lớn một tiếng, phong thuộc tính không gian kết giới trước người lát thành ra, chỉ một thoáng, đất bằng phía trên cuồng phong gào thét, toàn bộ không gian lung lay sắp đổ, hỗn loạn tương bừng ở giữa, lục lâm huyền tốc độ bởi vì phong thuộc tính không gian kết giới mà nhanh chóng tăng vọt, như là một đạo màu trắng phong bạo hướng về sau bạo rút. Tất cả trong ngoài phủ đệ tử nghe, vũ văn nhà hòa thuận kính gia cấu kết tô giật cẩu tặc, nhanh chóng tiến đến chặn đánh. Công tử phủ cùng lục môn lưu lại một nửa, đem vũ văn huyền phong cùng kính thiên trảm cho chặt, bởi vì có yểm hải mảnh vỡ còn có tô giật lực hấp dẫn. Lục Lâm Huyền sau lưng cường giả hô nhau mà lên, chặn đánh chặn đánh, chặn giết chặn giết, rất nhanh, vô số đạo lưỡi mát giao minh thanh âm vang vọng thiên địa, hư không bên trên, ngũ thải ban lan nguyên khí quang mang càng quét thiên địa, đủ loại kiểu dáng nguyên khí hóa hình cùng không gian kết giới phủ kín bầu trời, vô số lưu quan tự như mênh mông ngôi sao, toàn bộ hư không phong vân khuấy động, thiên uy kinh người. Đây là một trận nguyên hoàn cảnh cùng nguyên tông cảnh đại quy mô chiến tranh. Tại vân gia lịch vạn niên sử phía trên, đây đều là tuyệt vô cận hữu một lần phô thiên cái địa lưới ánh sáng dệt thành thành một đạo to lớn mạng lưới, mỗi một đạo công kích tự như xung kích tại quan võng bên trên. Trong khoảnh khắc, thiên diêu địa động, tia lửa tung tóe, mạng lớn không gian từng khúc băng liệt, đèn nhánh vết nứt không gian cũng trực tiếp sinh thành. Phương viên hư không, có thể nhìn thấy địa phương đều bởi vì cái này khủng bố mà hủy diệt năng lượng cuối cùng hóa thành phế tích băng diệt, lên trời xuống đất. Chỉ có trên mặt đất vương thượng vũ cùng tô uyển mà mắt không biểu tình, trước mắt đây hết thảy sự tình đều không thuộc về bọn hắn đồng dạng. Uống, khóe miệng chảy máu dấu vết vương thượng vũ giữa cổ họng phát ra một đạo tiếng trên rỉ, rốt cục tại tự thân nguyên khí kình đạo hạ, đem hai cánh tay của mình cho nối liền, ánh mắt co rúng, vương thượng vũ hướng phía tô uyển hơi thấp âm thanh rỉ tai nói, uyển nhi muội muội, chúng ta đi, bởi vì lưới ánh sáng người thi pháp đã hôn mê, trước mắt nguyên khí cấm chế tự nhiên cũng liền không còn tồn tại, vương thượng vũ lau một chút khóe miệng ống tay áo đỏ thắm nhẹ nhàng kéo một cái trên thân thể chế ước là xong không có tung tích bị kéo tô uyển ánh mắt lấp lóe lập tức nhìn qua vương thượng vũ trong mắt sáng rực quan mang tô uyển mà trọng trọng gật đầu đi dư quang liếc nhìn sau lưng rất có lực trùng kích tràn diện vương thượng vũ gầm thét một tiếng tô uyển mà cũng không còn bừng tỉnh thần hai người đồng thời hai chân dẫm địa từ trong cơ thể cùng bạo nguyên hoàn cảnh thực lực thi triển ra hướng phía nơi xa bôn tập mà đi. Tại hai người trong đầu, chỉ có một chữ, trốn, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện, tô giật tuyệt đối không nên tới. Một nháy mắt, tránh thoát không gian bên trong huyền ảo sóng xung kích, vương thượng vũ cùng tô uyển mà lại lần nữa bôn tập mấy chục dặm, rốt cục dừng lại nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Lúc này, sau lưng một đạo âm đức thanh âm vang lên, vương thượng vũ cùng tô uyển mà nhất thời hóa đá ngay tại chỗ, toàn thân long tơ đều dựng đứng lên. Lục Lâm Huyền, Vương Thượng Vũ thở nhẹ một tiếng. Bất khả tư nghị quay đầu, lúc này Lục Lâm Huyền toàn thân tóc phiêu tán, hơi có chút chật vật, trong tay run lấy dính đầy vết máu túi không gian, chính tà mị mà nhìn mình, là dưỡng tinh thần nê. Tô Uyển mà kinh hô một tiếng, đôi mắt bỗng nhiên phóng đại, rung động cùng hải nhiên tràn ngập ở giữa, ánh mắt chậm rãi thu liễm, cẩn thận phân biệt Lục Lâm Huyền khí tức, Vương Thượng Vũ có thể xác định. Lục Lâm Huyền khí tức sau vừa rồi cường đại quá nhiều có thể thời gian ngắn bạo thăng thực lực, nhất định là dùng bí pháp gì hoặc là phục dụng đan dược, nếu không không có khả năng kính thiên cảm liên thủ với Vũ Văn Huyền Phong đều không thể chiến thắng. Vương Thượng Vũ hít sâu một hơi, lưng hùng vai gấu thân thể bỗng nhiên thẳng tắp, hai tay mở ra, đem Tô Uyển mà che chở. Uyển Nhi, một hồi ta ngăn chặn hắn, ngươi đi nhanh lên. Tô Uyển mà mắt lộ ra kinh ngạc, một loại sinh ly tử biệt thê thảm xông lên đầu, nguyệt mắt kiên nghị vô cùng, thấp giọng nói ra, muốn đi cùng đi muốn giết cùng một chỗ giết, đứng tại lục lâm huyền trước mặt, tô uyển mà khí tức cũng nháy mắt tăng vọt, một đạo huyền ảo bắt ra thủ ấn, toàn thân màu xanh nhạt nguyên khí thuộc tính tại quanh thân gào thét, khuôn mặt kiên nghị, tô uyển mà không còn lựa chọn trốn tránh, đã việc đã đến nước này, vân gia đại quyết náo thành dạng này, thân là vân gia đại tiểu thư, tô uyển mà không dung lui lại, u. uyển Nhi mùi mùi nghiêm túc, ca ca nhưng phải thương hương tiếc ngọc một điểm đâu. Làm hỏng ta sẽ đau lòng. Lục Lâm Huyền ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy dâm quế cùng bị ổi. Chương 2172, Lục Lâm Huyền VS Vương Thượng Vũ, vừa mới nói xong, đất bằng phía trên, Lục Lâm Huyền quanh thân kinh khủng khí lãng lại lần nữa mở rộng càng quét, mạng lớn hư không oanh minh trung chuyển, Lục Lâm Huyền ánh mắt lạnh lẽo, gằn giọng nói, vậy ta trước hết giết ngươi tên phế vật này. Nguyễn Nhi, không chiếm được tỷ tỷ của ngươi, mùi mùi ta cũng nguyện ý, nhất thời, thực lực tăng vọt lục lâm huyền bước ra một bước trường kiếm trong tay nhẹ nhàng lắc một cái cường hoành kiếm mang tự như đem thiên địa bổ ra cấp tốc đem dọc đường không gian bỗng nhiên vỡ nát đem vương thượng vũ cùng tô uyển mà sinh sinh tách ra kiên cố đại địa nháy mắt run rẩy một đạo sâu đạt mấy chục trường khủng bố khe rảnh nháy mắt hình thành cùng một thời gian lục lâm huyền lại lần nữa thi triển phong thuộc tính nguyên khí quỷ mị đồng dạng thân hình cấp tốc lớn đến gần tô uyển giữa không trung bên trên Lục Lâm Huyền không ngừng mở rộng thân hình, tự như chụp mồi diều hâu nhìn chuẩn con mồi, khát vọng vô cùng chụp vào Tô Uyển. Cẩn thận, Uyển Nhi, cách xa nhau mấy trượng vương thượng vũ con ngươi nháy mắt phóng đại, lớn tiếng quát lớn công kích hung hãn. nếu là Tô Uyển mà bị Lục Lâm Huyền nắm lấy, hết thảy đều muộn, Tô Uyển mà con ngươi đột nhiên co lại, hận ý trong ánh mắt tuôn ra một cổ sát ý, mặc dù thiên phú siêu nhiên, thế nhưng là Tô Uyển mà nhưng xưa nay không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm thực chiến năm năm này tu vi mặc dù đề cao nhưng là tô uyển mà nhưng không có cùng bất luận cái gì ngang hàng người đỏ sức qua mắt thấy lục lâm huyền vọt tới trước người tô uyển mà khẽ kêu một tiếng trong tay quan ảnh lưu chuyển quanh thân lao nhanh một thuộc tính nguyên khí như là mũi tên gỗ phóng tới lục lâm huyền đinh đinh bén nhọn kim minh thanh vang lên tô uyển mà công kích toàn diện bị lục lâm huyền không gian kết giới chỗ ngăn trở Nguyên hoàn cảnh bác trọng thực lực đã tăng vọt đến nguyên tông cảnh ngũ trọng đỉnh phong lục lâm huyền xem ra, như là một con dê đợi làm thịt, hung hãn không gian thuộc tính quan mang quanh quẩn, bá đạo vô song năng lượng bao phủ không gian bên trong, khe rảnh đối diện vương thượng vũ như thế nào xung kích, cũng vô pháp vượt qua lấy không gian năng lượng. Phanh phanh Ngược lại lần lượt bị nổ tung trên mặt đất, nóng bỏng sát ý tuôn ra đảng ở trong mắt vương thượng vũ, lúc này vương thượng vũ nhưng không có nửa điểm biện pháp lại một lần nữa đem mặt đất ném ra một vài trượng có thừa hố to, vương thượng vũ đã đầy người máu ứ động, mình đầy thương tích, bạo liệt vết thương bởi vì năng lượng to lớn đã hoàn toàn nổ tung. Ánh mắt tàn nhẫn trung, lục lâm huyền đã đến tô quyển mà bên người, to lớn uy áp đem hắn khóa chặt, vây ở không cách nào động đậy, không được đụng nàng. Không được đụng nàng. Vương thượng vũ cắn chặt răng, quể oải sắc mặt hận ý lăng thiên. Người không được qua đây. Tô Uyển mà lúc này cũng hoảng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới cửu tính bên trong, thế mà lại có như thế không có phẩm cấp người. Mảnh mai thân ảnh rung động, cánh tay ngọc bị Lục Lâm Huyền cầm một cái chế trụ, chảy ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm láp mu bàn tay, Lục Lâm Huyền hơi khép mắt, tràn đầy say mê chi tình, cùng tỷ tỷ ngươi, một cái hương vị. Như thế buồn nôn động tác trực tiếp đem Tô Uyển mà dọa đến thần hồn bay ra, lớn chừng cái đấu ống ánh nước mắt như suối tuôn, liều mạng giải dụa lại cảm giác thân thể của mình cùng linh hồn đã không bị khống chế. Đây chính là nguyên tông cảnh cùng nguyên hoàn cảnh ở giữa chênh lệch, âm tà năng lượng quang mang hạ, Tô Uyển mà trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Không được đụng nàng a. À. Súc sinh. Sau lưng, Vương Thượng Vũ nổi giận một tiếng, độ lượng tràn đầy máu tươi thân thể lại một lần nữa thần kỳ đứng lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chớp nhoáng này phản phất dừng lại. Vương thượng vũ tự thân thể bên trong cấp tốc bộc phát ra một đạo cuồng bạo năng lượng, chân xuống nguyên khí đột nhiên khẽ động, tự như như chớp giật xung kích lục lâm huyền phần lưng, âm bị một cổ lớn lao cự lực va chạm, quanh không trung hư không cũng nháy mắt bởi vì cái này năng lượng dư ba mà sinh sinh vỡ ra, lục lâm huyền cả người bổ nhào về phía trước, nguyên khí thư giãn thời điểm, tô uyển mà lập tức tránh thoát, hỗn đảng, con rệp, ta muốn giết ngươi bị đau lục lâm huyền gầm thét oán hận mà âm độc vừa dứt lời lục lâm huyền sau lưng một đạo màu trắng huyền điểu hư ảnh tê minh mà ra đối vương thượng vũ nói ra phế vật ta muốn lưu ngươi một hơi nhìn xem mùi muội của ngươi làm sao bị ta làm bẩn vân gia tô giật đều cho ta nhìn xem bảo bối của bọn hắn ở trước mặt ta làm sao không giá trị một văn thầm thì huyền điểu dương cánh mà đến ven đường bình bỏ không gian bên trong lại một lần nữa vỡ nát thành bột mịn toàn bộ hư không vặn vẹo đến quỷ dị tình trạng gió lốc vần quanh tất cả mọi thứ cũng sẽ ở tiếp theo một cái chớp mắt thôn phải giảo sát đừng a à. tránh thoát tô quyển mà ra sức phóng tới lục lâm huyền đi tới một nửa thời điểm cả người nháy mắt cứng đờ âm vận chuyển lên thổ thuộc tính vương thượng vũ quanh thân đều biến thành màu vàng đất như là kiên cố nhận tiền bảo hiểm lầu canh nhưng khi huyền điểu tới gần thời điểm toàn thân bùng cát liền cũng ứng thanh cởi ra như là nước chảy lướt qua thân thể. Âm, giữa không trung, âm bạo thanh tự như lôi minh, không gian trực tiếp nổ tung, mênh mông sóng xung kích lan tràn tiếng vọng, lại nhìn về phía vương thượng vũ thời điểm, đã thoi thóp nằm trên mặt đất, lục lâm huyền cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn tuyệt vọng tô uyển từng bước một chậm rãi tới gần, sau lưng, một đạo thống khổ tiếng trên rỉ cấp tốc truyền đến, trong hố sâu, huyết nhân thân ảnh lão đảo đứng lên, ai cũng biết. Vương Thượng Vũ đã không có sức hoàn thủ thậm chí liền hô hấp khí lực đều rất xa xỉ, đung đung đưa đưa, căn bản là đứng không vững, vương thượng vũ nâng lên sưng vô cùng hai mắt màu đỏ ngòm, một cổ lạnh ý từ trong cổ bắn ra mà ra, nói ra, ta nói. Không được đụng nàng, lại một lần nữa bị đánh gãy, lục lâm huyền bực bội không thôi, quay đầu, nhìn xem còn chưa có chết vương thượng vũ, khóe miệng giật một cái, ngươi còn. Sống, còn chưa dứt lời, vương thượng vũ thân ảnh nháy mắt biến mất tại không trung, một giây sau, trực tiếp xuất hiện tại Lục Lâm Huyền trước người. Một tay lấy Lục Lâm Huyền chặn ngang ôm, không biết khí lực từ nơi nào tới, Lục Lâm Huyền cũng tránh ra không được, chỉ cảm thấy Vương Thượng Vũ khí tức trên thân tràn ngập cuồn cuộn uy áp, to lớn linh hồn uy áp khiến cho Lục Lâm Huyền cũng đi theo linh hồn run rẩy. Chạy mau! Uyển Nhi. Vương Thượng Vũ khang cả giọng, toàn bộ mặt đã không phân rõ dung mạo, vừa nói vừa hướng Uyển Nhi hô to, quỳ rạp xuống đất tô Uyển toàn thân run rẩy như con thỏ, hô lớn, thượng vũ ca ca. Thường vũ ca ca, lúc này, đối mặt như thế liều mạng vương thượng vũ, lục lâm huyền cũng có chút hoảng hốt, trên bàn tay một đạo kinh khủng kinh khí càng quét, mênh mông năng lượng từ khuỷu tay trung chảy ra, không ngừng trọng kích lấy vương thượng vũ phần lưng. Âm! 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 Buông ra! Cho ta buông ra! Ngươi cái phế vật! Cút cho ta! Lục Lâm Huyền trong ánh mắt tức giận tràn ngập, một kích nặng như một kích, mà Vương Thượng Vũ lại như thép như sắt thép gắt gao không buông tay. Phóc qua, không ngừng lung lay đầu, Vương Thượng Vũ trong miệng huyết dịch như chú đồng dạng phun ra ra, trước người lõm thổ địa như là ngưng tụ huyết trì, màu đỏ tươi đáng chú ý. Nhanh! Đi, Vương Thượng Vũ đã không có bao nhiêu khí lực nói chuyện, chỉ có thể xuyên thấu qua sừng khóe mắt nhìn xem tô Uyển Hỗn đảng! ngươi buông ra thượng vũ ca tô uyển mà dãy dụa lấy đứng dậy chỉ nghe vương thượng vũ cười thảm một tiếng tìm tới tô giật báo thù cho ta âm lục lâm huyền trọng kích vẫn còn tiếp tục mắt thấy tô uyển mà muốn đi lực đạo trên tay càng khủng bố hơn phi thường chương hai nghìn một trăm bảy mươi ba dùng thân hộ mệnh ngươi cái rác rưởi thả ra ta lục lâm huyền trích lên tê lệ thanh âm tựa như chim ưng mười phần khủng bố không ngừng đánh vào vương thượng vũ trên lưng, tránh thoát một lần, vương thượng vũ lại nắm chặt một lần, từ huyết mạch bên trong, phản phất có được vô song lực lượng, từ đầu đến cuối để vương thượng vũ có thể kiên thủ. Đây là tới từ huyết mạch lực lượng, càng là đến từ vương thượng vũ tâm canh gác. Đi mau, ngươi quên thượng vũ ca ca am hiểu nhất cái gì sao? Vương thượng vũ vẫn y như là duy trì nâng đỡ tư thế, miệng máu hơi câu, nhìn qua Tô Uyển, cho dù mặt đã biến hình, Tô Uyển mà lại có thể cảm giác được Vương Thượng Vũ trong mắt ấm áp nhất quan mang. Hắn vô cùng hy vọng chính mình đi, nếu như lại mang xuống, chính là cô phụ, Thượng Vũ đem Lục Lâm Huyền khẩn cấp ôm, đối với mình hai người đều là cơ hội tốt nhất, tìm tới Tô Giật mới là sáng suốt nhất phương pháp. Mắt thấy Vương Thượng Vũ Lâm ly máu tươi, Tô Uyển mà nguyệt mắt hung ác nhìn xem Lục Lâm Huyền, dưới khóe miệng chìm, lạnh nhạt nói, Lục Lâm Huyền. Ta trở về nhất định phải ngươi lục trên cửa dưới chôn cùng răng ngà cắn nát, tô uyển mà lau lau khóe mắt nước mắt, chân đạp nguyên khí, phi thân hướng sâu trong hư không mà đi. Buông ra. Người cái rác rưởi, mắt thấy lục lâm huyền đã đi, vương thượng vũ hai tay vẫn y như là không buông tha ông lấy chính mình, lục lâm huyền gầm thét một tiếng, dùng cả tay chân, khuỷu tay bạo chìm, nâng lên đầu gối, điên cuồng đập nện lấy vương thượng vũ. Phanh phanh phanh, miệng lớn máu tươi lại lần nữa phun ra, rốt cục buông tay ra vương thượng vũ, nhìn quanh không trung đã không có tô uyển mà tung tích cúi thấp đầu đột nhiên nâng lên cười như điên nói lục lâm huyền ngươi không sánh bằng tô giật ngay cả thượng vũ gia gia ngươi cũng không sánh bằng thanh âm uể oải lại là cuồn cùng quanh quẩn tại không gian chi bóp mắt thấy đã chống đỡ không nổi vương thượng vũ lục lâm huyền khí tức quanh người bộc phát ra cùng nộ ánh mắt vài phút muốn đem vương thượng vũ giết chết lớn tiếng nói ngươi cho rằng nàng chạy sao vậy ngươi thử một chút Vừa mới nói xong, vương thượng vũ tay phải nắm tay, quyền nhãn ra sức hướng phía trán của mình đập tới, vương thượng vũ thân thể nháy mắt đứng thẳng. Mấy đạo trùng điệp tiếng oanh minh vang vọng, vương thượng vũ chỗ trán lộ ra mấy đạo huyền ảo phù văn, vô cùng vô tận khí tức khủng bố nháy mắt từ trong hư không thẩm thấu mà ra, đem lục lâm huyền bao phủ trong đó. Kinh khủng hào quang màu vàng ống dùng quanh thân làm trung tâm bay thẳng mà lên, thẳng đem lục lâm huyền thấy kiên dẹ dạ không thôi. Cái này khí tức, Lục Lâm Huyền hai con ngươi hơi chấn động một chút, trong lòng lập tức cảm giác được một loại đáng sợ suy nghĩ. Oanh, không gian trống rỗng rung lên, vương thượng vũ lúc này toàn bộ thân hình đều tuôn ra xương cốt vỡ vụn thanh âm, nếu như tô giật ở đây liếc mắt liền có thể nhìn ra, vương thượng vũ đang tiêu hao thân thể của mình cùng tinh huyết, kích phát ra bá hoàng chiến thể, vừa rồi thông qua linh hoàng bá phong kình tích lũy lực lượng tại lúc này toàn bộ phát tiết ra, bá hoàng chiến thể lại một lần hiển lộ mà ra, toàn bộ không gian bỗng nhiên sững sờ, hoang vu mà khí tức bá đạo để người như rơi vào hầm băng. Cùng một thời gian, hướng trên đỉnh đầu kim lôi thiểm diệu, không gian bên trong phong khởi vân dũng, mình mong thiên uy cuồn cuộn không ngớt. Đây là, lục lâm huyền ánh mắt nháy mắt rồi trên người vương thượng vũ, thần màn quay chung quanh hạ, vương thượng vũ như là bá hoàng giáng lâm, quét ngang bát phương, tàn sát cửu thiên thập địa. Trước mắt vương thượng vũ chẳng biết tại sao, tu vi khí tức vậy mà trực tiếp lật một cái đại giai tầng, vô hạn tiếp cận nguyên tông cảnh ngũ trọng thực lực, khủng bố như vậy thực lực, không thể không khiến lục lâm huyền sợ mất mật. Hôm nay, bằng vào ta chi thân hiến tế cổ tông. Diệt ngươi, ta không lỗ. Âm, nhìn chầm chầm mắt vàng trung sát ý lướt qua, vương thượng vũ lúc này tốc độ trực tiếp phá không, đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, tự dưng ở giữa, lục lâm huyền trong lòng rung động rung động. Ngắn mũi một nháy mắt, vương thượng vũ trong tay hai thanh thiên hồn ngũ hành chù y nắm thật chặt, quanh thân năm loại hào quang chói sáng bỗng nhiên lan tràn. Linh hoàng bá phong kình, vạn tuyệt sát, vương thượng vũ quát lên một tiếng lớn. Phá không sát phạt, tràn ngập hủy diệt thiên địa tự dưng bá đạo, xông phá tầng tầng ràng buộc, trọng chú y trực tiếp đánh phía lục lâm huyền mặt. Thì tính sao, coi là đời tu vi, liền đánh thắng được ta sao? Lục lâm huyền gào thét một tiếng, thân thể cao lớn xoắn nát hư không, mang theo cùng cùng bạch khí, nháy mắt cùng vương thượng vũ nổ tung mà đến, huyền phong vạn pháp, thiên vũ liện trảm. Lục lâm huyền thoại âm rơi xuống, sau lưng huyền điểu hư ảnh nháy mắt vượt không ở giữa bước ra, trường kiếm trong tay không ngừng phóng xuất ra chướng mắt quan mang. Âm âm, một nháy mắt, ngàn vạn đạo vô số màu trắng chim muôn hóa thành vô cùng vô tận phong mang phóng tới vương thượng vũ, cùng phong kiếm mang một ra, ven đường quan mang sụp đổ ma diệt phá hủy mảng lớn không gian. Phá! Mắt thấy một chiêu không đủ, vương thượng vũ hét lớn một tiếng, trong tay lại lần nữa oanh ra một đạo hủy diệt chi khí. Âm, hết thảy chỉ là trong nháy mắt, đợt thứ hai chạy đến chu y kinh, nháy mắt đem không gian vòng xoáy khuấy động, lăng lợi tiêu sát thiên uy nháy mắt đem mạng thiên phong bạo thôn phệ thành hư vô, vô cùng vô tận thiên uy thẩm thấu bao phủ, như là thực chất hóa kim sắc quan mang liên miên trào lên, cùng cuộn phong bạo gần sóng càng quét lan tràn. Một giây sau, lục lâm huyền như là cánh gãy chim nhỏ, đập ầm ầm rơi xuống đất, không gian chi lực nháy mắt biến mất, như là gặp mai nhìn xem trước người vương thượng vũ. Đây mới thực là sát phạt chi khí, đủ để hủy thiên diệt địa, oanh diệt hết thảy sinh linh. Làm sao lại mạnh như vậy? Lục lâm huyền mở to kinh hải hai con ngươi, một ngụm màu tím đen máu tươi phun ra, cổ họng lăn lộn không ngớt. Hô! Lúc này, Vương Thượng Vũ phát hiện nơi xa hư không bên trên, hai thân ảnh đang giao chiến, giữa không trung, hai đạo cùng bá nguyên khí năng lượng sôi trào mãnh liệt, thần uy trung Vương Thượng Vũ kinh ngạc nói, Uyển Nhi, tiếng vang trầm nặng kích thích, Vương Thượng Vũ chân đạp đại địa, kim quang dập dần, nháy mắt tham dự vào không trung chiến cuộc. Âm, cự chú ý lại lần nữa oanh ra, ném ra một mảnh hung hãng quang mang, Vương Thượng Vũ trực tiếp đem tô uyển mà ngăn ở sau lưng, mắt nhìn phía trước nguyên lai truy kích mà đến chính là công dương tinh vũ. Lúc này, Lục Lâm Huyền cũng chạy tới, nhìn qua công dương tinh vũ nói ra, đều làm tốt rồi. Công dương tinh vũ ánh mắt liếc nhìn liếc mắt vương thượng vũ, ánh mắt khinh động, lập tức nói, trong tuyệt cảnh trưởng lão môn đều đã khống chế, liền nhìn vu mã tu. Lục Lâm Huyền tà mị trung tràn đầy hưng phấn, lập tức nói ra, vậy liền thừa trước mắt cái này tô uyển mà, cầm nạn áp chế vân lão đầu. Các loại vu mã tu biết yểm hải tuyệt cảnh bí mật, Chúng ta liền đi, vương thượng vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, không thể trung chuyển quan mang tràn đầy ngưng trọng, hung hãn nói ra, các ngươi hai súc sinh này, công dương tinh vũ sờ sờ cái cầm, thấp giọng cười lạnh, nói ra, ngươi là tô vật huynh đệ A. À? Tô vật đâu? Làm sao không tới cứu ngươi? Tô vật chỉ sợ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, bao nhiêu người đang đuổi hắn? Lục lâm huyền cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển động, nói, đừng nói nhiều giết cái này quỷ dị tiểu tử. Tô Uyển mà cho ta chút thời gian chơi trước chơi, nghe vậy, công dương tinh vũ nhướng mày, chợt âm thanh lạnh lùng nói, động thủ đi. Uyển Nhi, đi mau. Quan mang trung, vương thượng vũ thấp giọng quát khẽ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi sao? Mắt thấy kim quan mãnh liệt vương thượng vũ, công dương tinh vũ cùng lục lâm huyền cười tà dị. Công dương tinh vũ cùng lục lâm huyền, một cái nguyên tông cảnh lục trọng, một cái nguyên tông cảnh ngũ trọng. Chương 2174, vỡ thành cạn bã. Mà Vương Thượng Vũ cùng Tô Uyển mà cũng đều chỉ là nguyên hoàn cảnh cường giả, cho dù Vương Thượng Vũ mở ra bá hoàng chiến thể, cũng khó có thể cùng hai cái nguyên tông cảnh cường giả đối kháng. Vương Thượng Vũ cùng Tô Uyển mà đều biết dưới mắt tình thế vô cùng nghiêm trọng, đồng đều bình tĩnh ánh mắt, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, quan mang bao phủ phía dưới, Vương Thượng Vũ nhíu lại sơn lông mày, kiên kỵ ánh mắt tại công dương tinh vũ cùng lục lâm huyền trên thân vừa đi vừa về quanh quẩn. Đừng sợ, Nguyễn Nhi, lập tức, vương thượng vũ hổ khu chấn động, to lớn nhân hoàng bá khí từ trên thân thể lan tràn ra, hai tay căng cứng, bạo hưởng không thôi. Lúc này, Tô Uyển mà cùng Vương Thượng Vũ đứng sóng vai, hiện ra tinh quang trong mắt từ lâu không có ý sợ hãi, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng đường đường chính chính liều mạng, dưới mắt trong tuyệt cảnh khắp nơi đều là công dương tinh vũ cùng lục lâm huyền thủ hạ, chỉ có quyết tử đấu tranh mới có một chút hy vọng sống. Vương thượng vũ cùng tô uyển mà thái độ làm cho lục lâm huyền tắm tắt lấy làm kỳ lạ, chỉ là tu vi địa vị, tuyệt không gây nên quá nhiều chú ý, cho dù là có liều chết chi tâm, lục lâm huyền cùng công dương tinh vũ liếc nhau, cũng không để ý chút nào. Bỗng dưng, lục lâm huyền ánh mắt hơi khét, lập tức quát lên một tiếng lớn, lên, tiểu tử này có chút quỷ dị đồng thời, công dương tinh vũ trong con ngươi phát ra lạnh ý, toàn thân sát ý bạo dũng mà động, như là đem đối tô giật cừu hận toàn bộ phát tiết trên người vương thượng vũ. Ngắn mũi một nháy mắt, công dương tinh vũ cùng lục lâm huyền cùng nhau thân động, dùng một loại cực hạn tốc độ bỗng nhiên nổ tung trên người vương thượng vũ. Thối lui, Nguyễn Nhi, trong con mắt thế công càng phát ra phóng đại, vương thượng vũ hét lớn một tiếng. Đã sớm từng khúc băng liệt băng hải giáp như là khô một phùng xuân đồng dạng bố trí ra, lúc đầu sinh cơ ảm đạm trên mặt đột nhiên hiện ra màu vàng quan huy một cổ trọng lực từ vương thượng vũ trên người bộc phát ra lập tức tô uyển mà bị vương thượng vũ kình khí hướng về sau bạo đẩy như phiến lá đồng dạng từ trên bầu trời rơi xuống trong hư không bên tai hai bên kình phong càng quét trong gió lốc tô uyển mà khuôn mặt thê tổn thương vô cùng trơ mắt nhìn qua ngẩng đầu nhìn vương thượng vũ cùng công dương tinh vũ lục lâm huyền giao chiến cùng một chỗ như là một mảnh liễu như bay xuống tô uyển khóe mắt dần dần có một giọt nước mắt chảy xuống mím chặt môi ngực chập trùng không chừng thẳng đến một khắc cuối cùng vương thượng vũ còn tại dùng sinh mệnh bảo vệ mình âm đất bằng phía trên bị bá vương chi khí bao khỏa tô uyển mà vững vàng rơi trên mặt đất đồng mắt mông lung mắt thấy hư không vạn trượng oanh minh tô uyển mà biết vương thượng vũ thực lực tăng vọt nếu là mình tiến lên nhất định cũng là trở thành vướng víu chỉ là cái này một viên treo tâm từ đầu đến cuối không cách nào buông xuống, trong mắt quan mang đi theo vương thượng vũ mà điên cùng loạn động, bất quá mấy hơi thời gian, hư không thương khung trung chuyển, khí tức kinh khủng âm trầm lãnh sát khí, quanh không trung nhàn nhạt tinh thần nhật nguyệt theo khí lưu xoay tròn. Oanh, hét dài một tiếng truyền ra, vương thượng vũ khổng lồ màu vàng hư ảnh như người hoàng chiến lập thiên khung ngạo nghễ mà đứng, vĩ ngạn thân ảnh ngạo thì cửu thiên. Vương thượng vũ trong tay trọng chú y liên tục thôi động, đem linh hoàng bá phong kình vận dụng đến cực hạn cùng cùng thiên uy càng quét nhìn chằm chằm vương thượng vũ khí thế hung mãnh tựa như chiến thần tại thế tùy theo càng ngày càng kinh khủng không gian phong bạo càng quét thiên địa thượng vũ ca ca vậy mà mạnh như vậy chưa bao giờ thấy qua vương thượng vũ bộc phát tô uyển thần sắc ngốc trệ trong ánh mắt vừa mừng vừa sợ nhưng rất nhanh theo vương thượng vũ bá vương chi khí không ngừng phóng thích công dương tinh vũ cùng lục lâm huyền dần dần sờ chuẩn vương thượng vũ ruộng lộ hai người thành kỹ giác chi thế đem vương thượng vũ vây quanh giống như quỷ mị thân ảnh tại vương thượng vũ bên người vừa đi vừa về du động hung hãn phách tuyệt không gian chi lực cùng vương thượng vũ vậy mà cùng đánh đến thế lực ngang nhau huyền phong vạn pháp lôi minh phá ngọc thanh thiên quyết ngàn thế diệt hết công dương tinh vũ cùng lục lâm huyền trận trừng hai tròng mắt giữ tận gào thét trong tay nguyên khí quang mang phun ra nuốt vào không ngớt nhìn chuẩn vương thượng vũ kình khí nhược điểm lập tức hai người tốc độ tăng lên đến mức cao nhất một trái một phải công hướng vương thượng vũ ở vào ở giữa vương thượng vũ lúc này ở vào trạng thái bùng nổ biến thái lực công kích cùng lực phòng ngự đều để hắn không quan trọng chiêu số sáu lộ thỏa thích hành động đối mặt hai người giáp công vương thượng vũ nộ hỏa phun ra lượng chù y tuôn ra mang theo bá đạo chấn thế khí tức ầm vang đánh trả oanh ba cổ năng lượng đụng nhau giữa thiên địa năng lượng trầm đục tự như lôi minh to lớn chu y phong hòa nguyên khí hư ảnh tại hư không đụng nhau chung quanh lập tức hiện lên đen nhánh vết nứt không gian kinh khí gợn sóng lập tức như là sóng thần khuếch tán cùng lúc công dương tinh vũ cùng lục lâm huyền đỉnh lấy áp lực cực lớn xuyên thấu qua khe hở không gian cách không hiểu ý chỉ nghe công dương tinh vũ nói ra tiểu tử thúi chỉ có một cổ mang lực thừa cơ hội nhất cử đánh hạ thường vũ ca ca tại dưới đấy thấy rõ ràng tô uyển mà che miệng kinh hô không chút do dự xông lên hư không trong điện quan hỏa thạch hư không bắn ra quan mang chói mắt tuyên cổ mênh mông khí tức nháy mắt tiêu tán ầm vương thượng vũ bị hai cổ khoảng cách hung hăng đẩy lui lái đi ngay sau đó lục lâm huyền khóe miệng cười lạnh một đạo tấn mạnh kiếm quan vạch phá bầu trời như là một thanh phá ngày chi kiếm thẳng tắp đâm vào vương thượng vũ nơi tim đi chết đi tô giật chó săn ha ha ha. Kiệt ngạo tiếng cùng tiếu từ lục lâm huyền trắng bệt trong con ngươi bại lộ mà ra, âm trầm trong tươi cười, sát ý không chút nào ngăn chặn, không ngừng chuyển động kiếm trong tay sống, không trung chỉ nghe thấy một đạo huyết nhục xoắn nát thanh âm, khiến người ghé mắt. Âm, công dương tinh vũ từ bên trái chạy đến, lâm không một cước, bạo liệt khí lãng chà đạp sau lưng vương thượng vũ, bỗng dưng, băng hải giáp hóa thành quan vũ phiêu tán, tổn thương càng thêm tổn thương vương thượng vũ lại lần nữa phun ra một đại bồng huyết dịch đỏ thắm sau đó to lớn hổ khu trùng điệp rơi xuống đất mảng lớn bình bỏ thổ địa rạng đứt nổ nát vụn hố sâu tự như bắn liên thanh đồng dạng tạo ra khiếp người huyết vụ vung vãi một chỗ tràn diện vô cùng huyết tinh nằm tại phế tích trung ương vương thượng vũ như là huyết nhân khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy thượng vũ ca ca thượng vũ ca ca thê thảm thét lên phát ra chính là hoảng trương phi đến tô uyển vừa rơi xuống đất liền ghé vào vương thượng vũ bên người, hoảng sợ muôn dạng, tràn đầy nước mắt, thúc thích không ngớt. Tô Uyển mà cả người ghé vào trong vũng máu vương thượng vũ trên thân, dưới thân vương thượng vũ hô hấp yếu ớt, quể oải trên mặt chỉ còn lại một chút sinh cơ. Tuyết trắng bàn tay trên người vương thượng vũ vừa đi vừa về lau, Tô Uyển mà không ngừng run rẩy. Lúc này vương thượng vũ không riêng gì kinh mạch, liền ngay cả xương cốt đều đã nát phải không thể lại nát. Nơi nào còn có sống sót cơ hội? Tô Uyển mà càng không biết chính là, Vương Thượng Vũ sinh mở bá hoàng chiến thể, cùng công dương tinh Vũ cùng lục lâm huyền miễn cưỡng đối công, yếu kém căn cơ cũng làm cho Vương Thượng Vũ đã sớm chèo chống khó khăn. Chèo chống Vương Thượng Vũ đi xuống chính là tín niệm, là thủ hộ, là trong lòng kia phần trách nhiệm cùng nhiệt tình, không vì cái gì khác, chỉ vì trong lòng đoàn kia hỏa. Cho dù là chết, Vương Thượng Vũ cũng sẽ cắn răng, đánh đến tô giật tới cứu Uyển Nhi một khắc này, trong mắt tràn đầy hơi nước, không ngừng toát ra huyết dịch vương thượng vũ, tô uyển mà toàn thân run rẩy, chân tay lúng cúng, không ngừng lắc đầu, thương tâm gần chết tô uyển mà run rẩy không thôi, liền tranh thủ túi không gian trung dính đầy vết máu đang dược, cho vương thượng vũ uống vào. Chương 2175, Phế Lục Lâm Huyền, Thượng Vũ ca ca, ngươi mau ăn, ăn liền sẽ tốt. Tô Uyển mà hai tay tràn đầy vết máu loang lổ, chỗ nào còn quản sự tình khác. Một thanh lau lau khóe mắt, lập tức thôi động một thuộc tính nguyên khí, đem đang dược thôi hóa thành năng lượng quan đoàn cho không thể động đậy vương thượng vũ uống vào. Chúng ta còn muốn về mang thành, chúng ta mới tìm được tô giật ca ca, thượng vũ ca ca, ngươi đứng dậy a. À. Trong tay phun ra một thuộc tính nguyên khí lúc đứt lúc nối, tô uyển mà đã sớm khóc đến thở không ra hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, vương thượng vũ trong khóe mắt lộ ra mỉm cười, mặt mũi tái nhật như là cái xác không hồn, u ám dưới bầu trời, chim thú ly tán bầu trời âm trầm bên trong phiêu tán nghẹn ngào phong thanh, u ám trong không khí, tỉnh phải chỉ có thể nghe thấy vương thượng vũ tiếng thở dốc cùng tô uyển mà ai tháng âm thanh. Mùi mùi ngốc, đừng khóc. Đừng để bọn hắn chế dễu. Một câu trọn vẹn nói mười mấy hơi thở, nghe vậy tô uyển mà ngầm lấy nước mắt, đau lòng không thôi, tô uyển mà miếm chặt đôi môi, bàn tay còn tại cho vương thượng vũ chữa thương. Tích tay không trên lòng bàn tay vết máu như là hoa hồng đồng dạng đáng chú ý, thượng vũ ca ca, tô giật ca sẽ đến cứu chúng ta, tô uyển mà bờ môi run rẩy, trong tay nguyên khí hóa thành nhu thuận năng lượng bám vào tại vương thượng vũ bộc lộ nơi tim. Càng ngày càng chậm rãi tim đập, để tô uyển mà càng thêm đau lòng, mà lúc này, trái tim bên trong lại dị thường có một cổ không hiểu bá khí cùng tô uyển mà năng lượng đối kháng. Tô Uyển mà răng ngà đều nhanh cắn nát, trừng mắt nhìn xem trước người công dương tinh vũ cùng lục lâm huyền. Hai người lúc này cũng đã mất địa, trong tay chiếc phiến vừa đi vừa về quét lấy, công dương tinh vũ ánh mắt âm trầm, khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh. Bên cạnh, lục lâm huyền một tay tựa tại trên chui kiếm, thân thể cung lên, hướng phía trên đất vương thượng vũ gắt một cái, gằn giọng nói, phế vật chung quy là phế vật, ngươi cho rằng ngươi là ai? ỷ vào tô giật, liền thật con cóc có thế lật trời. Ta nhổ vào. Lục lâm huyền hung tận trừng mắt vương thượng vũ, cực hạn trào phúng, Lục Lâm Huyền. Công Dương Tinh Vũ, Tô Giật Ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Uyển mà toàn thân rung động, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nước mắt như liên tuyến đồng dạng trượt xuống. Nàng lúc này, chuyên tâm cứu chữa Vương Thượng Vũ, thân thể không cách nào di động, chỉ có thể nhìn hầm hầm hai người. Tô Giật đâu? Tô Giật ở đâu? Công Dương Tinh Vũ cười lạnh, hai con ngươi tại các nơi càng quét. Ờ. Sư Huynh, ngươi đừng nói, nóng giận, chật chật, có một phen đặc biệt vận vị a. À? Lục Lâm Huyền vuốt cằm, ánh mắt như hỏa diễm đồng dạng trên dưới quét mắt. Nhất thời, Tô Uyển mà có chút hoảng hốt, thanh âm trẻ con chát chát, sốt ruột nói, "Lục Lâm Huyền, ngươi muốn làm gì?" Cảm thụ được Lục Lâm Huyền bước chân từng bước một tiếp cận, Tô Uyển mà trong thanh âm đè nén sát ý, phun lên một chút sợ hãi. Tương phản, Lục Lâm Huyền âm trầm đáng sợ ánh mắt bên trong lại tràn đầy hưng phấn cùng sôi trào, chỉ kém nước bọt không có đến rơi xuống. Nhìn xem lục lâm huyền bộ dáng này, công dương tinh vũ bản năng nhíu mày một cái, xoay người sang chỗ khác, thấp giọng nói, sớm một chút kết thúc. Một hồi tô giật thật đến rồi, quay lưng đi, công dương tinh vũ chuẩn bị đến phụ cận tìm mấy người đệ tử, tra hỏi tô giật hạ lạc. Còn chưa đi một dặm lộ trình, chỉ nghe đằng sau một đạo cùng phong sóng lớn đồng dạng tiếng vang nổ lên. Âm, một cổ kinh khủng khí tức hủy diệt càng quét thiên địa, công dương tinh vũ lập tức cứng tại ánh mắt vì đó sợ hãi trong lòng lập tức dâng lên kinh khủng suy nghĩ có thế có như thế mãnh liệt thế công tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế theo sát mà đến chính là một câu vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết máy móc đồng dạng xoay người lại công dương tinh vũ ánh mắt nháy mắt đình trệ chỉ gặp tô giật đang đứng tại lục lâm huyền trước người trong tay một thanh màu đỏ tươi trọng kiếm treo trước người âm trầm hai con ngươi như là vực sâu vô tận lạnh lùng nhìn xem trên đất lục lâm huyền lại nhìn về phía lục lâm huyền, giữa hai chân một mảnh huyết hồng, hai tay cũng chia ra, nằm trên mặt đất, như là một con bạch trùng điên cùng nhúc nhích, bỗng dưng, công dương tinh vũ trong con mắt lóe ra không lộ ra dấu vết ngưng sắc, trước mắt tô giật vậy mà đến nguyên tông cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cách không nhìn nhau tô giật ánh mắt, công dương tinh vũ linh hồn vậy mà không tự chủ được trung rảy lên, trong vô hình. Hai chân đã bị tô giật to lớn linh hồn uy áp chấn nhiếp, nhìn xem tô giật, công dương tinh vũ vậy mà không thể di động mảy may hung ác nham hiểm nhìn thoáng qua công dương tinh vũ tô giật không nói hai lời liền trực tiếp nhấc lên trọng kiếm một kiếm cắm vào lục lâm huyền dưới hông nâng lên một cước sẽ chết không thể lại chết lục lâm huyền để hướng công dương tinh vũ sát công dương tinh vũ thân thể mà qua công dương tinh vũ vô ý thức nhắm mắt lại lại dương mắt thời điểm bên cạnh lục lâm huyền sớm đã phân thành mấy khối thật mạnh lực công kích gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Lúc này, đã sớm sinh lòng sợ ý công dương tinh vũ, giữ tận khuôn mặt có chút co rúng, ra sức nghĩ xây dịch thân thể. Tô giật ca ca, tô uyển mà lập tức triệt hồi khí tức, nhặt lên lục lâm huyền túi không gian, một thanh nhạo vào tô giật trong ngực, lập tức, rốt cuộc tìm được tô uyển mà cùng vương thượng vũ tô giật trong lòng mềm nhũng, lạnh lùng ánh mắt chuyển biến thành ấy nấy cùng ấy nấy, sờ sờ tô uyển mà đầu, tô giật tháng thở dài, thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, ta tới chậm. Lúc này Tô Uyển mà rốt cục có thể lên tiếng thúc thiết, đối Tô Giật nói ra, Tô Giật ca, thượng vũ ca ca hắn. Nói xong, lại một lần nữa tiếng cười sụt sùi khóc. Cùng Tô Uyển mà cùng một chỗ ngồi sổng người xuống, Tô Giật cố nén trong lòng thống khổ, nhìn xem nằm trên mặt đất vương thượng vũ, ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm. Một cổ hận ý dần dần phun lên Tô Giật đầu, sôi trào hỏa diễn để Tô Giật như muốn bạo tẩu, nhưng tô giật vẫn là nhìn dưới tính tình, cho thượng vũ kiểm tra thương thế. Lạnh lấy lông mày, tô giật phát hiện vương thượng vũ kinh mạch, huyết nhục, xương cốt đều đã nát đến một loại cực hạn. Nếu không phải tô quyển mà kịp thời bảo vệ trái tim, chỉ sợ chính mình gặp lại vương thượng vũ thời điểm, đã là một bộ cứng nhắc thi thể. Ánh mắt rơi vào vương thượng vũ tàn tạ trên thân thể, tô giật đỏ lên mũi, trực tiếp gọi ra thần bí không gian. Hô, bình bỏ giữa thiên địa, thần dị năng lượng quan mang bỗng nhiên tràn ngập toàn trường, chưa hề trước mặt mọi người biểu hiện ra không gian tô giật, trực tiếp đem vương thượng vũ nâng lên, quay đầu nhìn thoáng qua còn tại công dương tinh vũ, tô giật khóe miệng khẽ nhúc nhích. Chờ lấy chết. Tô giật khẽ quát một tiếng. Đây là, mắt thấy trước mắt cái này thần dị hết thảy, mạng thiên phong lôi càng quét, tràn đầy đến khiếp sợ tột đỉnh linh vận không gian, công dương tinh vũ cũng ngốc trệ. Xoẹt tô uyển mà đồng dạng kinh dị không thôi đi theo tô giật tiến vào chung thần bên trong tô giật đem vương thượng vũ bỏ vào linh trì bên trong hồng bá làm phiền ngươi chiếu cố tô giật mặt âm trầm nhìn một chút xích phi hồng lập tức đối bên cạnh tô uyển mà miễn cưỡng gạt ra mỉm cười uyển nhi ngoan ở đây hồng thúc cùng ngươi còn lại giao cho ta nói xong tô giật đem không gian rút đi làm tô giật quay người rời đi thời điểm linh trì bên trong Vương thượng vũ ngâm linh dịch trái tim rất nhỏ hơi nhúc nhích một chút, một tia kim mang tiêu trừ tại linh dịch bên trong. Chương 2176, cổ tông vây công, thiên địa lại lần nữa trở nên âm u, hung hãn khí lãng giải tán lập tức, toàn trường chỉ còn lại tô vật cùng công dương tinh vũ. hô lúc này rốt cục thoát khỏi tô vật khủng bố uy áp, công dương tinh vũ mắt thấy tô vật từng bước một tiếp cận, chân xuống cũng không nhìn được bắt đầu run rẩy, gió thổi báo giông bão sắp đến tô giật yên tĩnh để công dương tinh vũ lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi. Dạng này tô giật, cùng trước đó hoàn toàn không giống. Ngươi khi dễ ta, không quan hệ, thế nhưng là ngươi lại khi dễ mùi mùi ta. Tô giật lạnh nhạt nói, ngữ khí để người phía sau lưng phát lạnh. Ta không có. Là lục lâm huyền, công dương tinh vũ khoát tay, con mắt trực lăng lăng nhìn xem tô giật, bối rối không thôi. Ngươi còn đã thương huynh đệ của ta tô giật lúc này thanh âm càng thêm trầm thấp đến cực hạn đột nhiên tô giật trầm thấp quát một tiếng tâm thần khẽ động sau lưng một vòng khổng lồ đế tước hư ảnh tuôn ra đãng mà ra giữa thiên địa năng lượng bàn bạc khuếch tán ra đến khi nhục tô uyển trọng thương vương thượng vũ cái này hai đạo kiên kỵ công dương tinh vũ đều đã xúc phạm tô giật không có bất kỳ cái gì lý do không đem công dương tinh vũ đưa vào chỗ chết bỗng nhiên nhấc lên toàn bộ nguyên khí tô giật phù giao bách biến quang mang đấu bắn ra một giây sau, tô giật huyết ma sát thần kiếm đã vọt tới công dương tinh vũ trước người. Chết đi, bỗng nhiên, tô giật khổng lồ hư ảnh khẽ động, phía sau thần cầm tê minh, hỏa nhiệt khí tức hóa thành trào lên năng lượng, trong khoảnh khắc toàn bộ đổ xuống mà ra. Mắt thấy thần điểu lâm thiên, bá đạo khí tức kinh khủng như là thôn vệ thế gian vạn vật, công dương tinh vũ ánh mắt nháy mắt ngốc trệ, vô ý thức đề tung nguyên khí, ngành sinh sinh hướng về sau nhanh lùi lại, bối rối nâng lên ngọc phiến ngăn cản chỉ nghe thanh thúy một thanh âm vang lên hỗn nguyên chí tôn công tăng thêm đế tước huyết mạch tôi giật trào lên năng lượng bài sơn đảo hải đồng dạng vọt tới năng lượng đụng nhau một nháy mắt công dương tinh vũ liền cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi cao giọng thét lên một tiếng không có khả năng oanh ngọc phiến trực tiếp vỡ nát công dương tinh vũ tay phải cũng hóa thành một chùm huyết vụ biểu tán trong ánh mắt tôi giật ánh mắt trở nên dị thường lạnh lùng như là nhìn kỹ một cổ thi thể không có chút nào ba động. Huynh đệ của ta, mùi mùi của ta, cũng là như ngươi loại này phế vật có thể đụng sao, tô giật gào thét lớn. Lúc đầu nghĩ đến tiếng cổ tông, có thể đền bù hai người những năm này chờ đợi cùng lo lắng, lại không nghĩ rằng, vương thượng vũ cơ hồ bởi vì chính mình mà chết, phải chăng có thể tập võ còn không biết, đối với một võ giả đến nói, mới vừa vặn có hy vọng. Lục Lâm Huyền cùng công dương tinh vũ liền liên thủ đem vương thượng vũ võ đạo mộng tưởng cho đánh nát, nát đến cạn bã đều không thừa dưới mà mùi mùi của mình tô uyển càng là kém chút bị người như nhục nhã chính mình đến chậm một giây đồng hồ hậu quả đem khó có thể tưởng tượng vì cái gì vì cái gì vì cái gì không còn dám chiến công dương tinh vũ triệt để sụp đổ nhanh chân liền chạy chân xuống phi nước đại không ngừng hướng phía nơi xa chạy trốn mất đi tay phải không có cân bằng công dương tinh vũ khí tức quể oải nhưng cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể hung hăng tiến lên. Phanh phanh phanh, tô giật liên tục huy động trọng kiếm, xuyên qua không gian cuồn cuộn phong bạo xoay tròn, không ngừng nổ tung sau lưng công dương tinh vũ. Trầm thấp tiếng nổ vang lên, công dương tinh vũ chân phải cũng bị đánh trúng, xương vỡ thanh âm vang vọng. Rung như cày sấy công dương tinh vũ đã không quan tâm, như là chạy trốn con thỏ hoảng hốt chạy. Nguyên hoàn cảnh lục trọng công dương tinh vũ bị nguyên hoàn cảnh ngũ trọng tô giật nhục nhã truy sát, đổi lại bất kỳ người nào cũng không dám tin tưởng liên tục truy mấy hiệp công dương tinh vũ mắt nhìn phía trước có một đám nhân ảnh lập tức ánh mắt đại hỷ người đến chính là công tử phủ lục môn cùng trong ngoài phủ đệ tử công dương tinh vũ cũng không còn đoán chừng hình tượng lớn tiếng trống giận tô giật ở đây lục lâm huyền đã bị giết đại gia giết hắn đột nhiên một hai trăm đạo nhân ảnh vọt tới công dương tinh vũ trước người xoay người lại công dương tinh vũ đôi mắt trung lăng lệ ánh mắt hiện lên chính mình có một hai trăm người chỗ dựa cho dù là tô dật chỉ sợ cũng chỉ có chết thảm hạ tràng mấy trăm ánh mắt nhìn xem dẫn theo trọng kiếm tô dật đều nộ hỏa phúng trương hung giữ hai mắt trừng mắt tô dật đóng lên một tiếng không dứt bên tai hô hô đông tây hai phương cũng có hai đội nhân mã chạy đến theo thứ tự là vũ văn gia kính gia một bên khác chính là nguyệt ngưng nhi thân đồ song song đông phương uyên bọn người xa xa trông thấy tô giật nguyệt ngưng nhi, khoái mã mà đến, trong ánh mắt tô giật giống như sát thần. Cô lạnh ánh mắt phản phất chỉ có giết chóc cùng cùng bạo mới có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Tô giật, Nguyễn Nhi cùng thượng vũ đệ đệ đâu? Nguyệt ngưng Nhi lăng không nhìn xem tô giật, trong lòng một cổ không tốt suy nghĩ phun lên. Tô giật ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên trời Nguyệt ngưng Nhi, khóe miệng giật một cái, nói nhỏ, nhờ các người phúc, bọn hắn kém chút đều chết. Người cái này lời gì? chúng ta cũng là mới thoát thân, thân đồ song song dơ cầm, bị Nguyệt Ngưng Nhi giữ chặt. Tô giật Nguyệt Ngưng Nhi than nhẹ một tiếng, tô giật cũng rốt cuộc không nhìn về phía bọn hắn, nhìn thẳng trước người một hai trăm đạo thân ảnh, âm âm. Sau lưng, lại là một hai trăm người vọt lên, vẫn y như là là trong ngoại phủ đệ tử, tứ phương thế lực vây quanh tô giật, đã hình thành, ô ép một chút mấy trăm người, trừ nội bộ tiêu hao người, còn lại đã toàn bộ vây tụ lại với nhau tô giật, ngươi chó tặc. Giết ta lục sư huynh, ta muốn ngươi chết không yên lành, ngươi lấy đi chúng ta đại tiểu thư, còn dám chẳng biết xấu hổ trọng nhập cổ tông. Tô giật, chúng ta hôm nay liền để ngươi chết bởi nơi đây, bỗng nhiên, mấy trăm hào nguyên hoàn cảnh đệ tử ánh mắt sắc bén, như là gánh vác huyết hải thâm cừu, hướng phía tô giật các loại kêu gào, năng lượng kinh khủng quan mang trống rỗng đại tác lăng lệ tiêu sát khí tức nháy mắt đem phiến thiên địa này phủ lên ra từng đạo kinh khủng đen nhánh khe hở phía đông kính gia cùng vũ văn gia ánh mắt ngưng trọng lúc này trong ngoài phủ đệ tử nhất trí đối ngoại chính mình cho dù là không giúp cũng không thể tranh đoạt vũng nước đục này nhìn nhau kính thiên trảm cùng vũ văn gia nhào nhào hướng về sau vừa rút lui lưu lại một mảnh đất trống các ngươi nguyệt ngưng nhi nhìn qua lui ra phía sau vũ văn nhà hòa thuận kính gia trong lòng chợt lạnh lập tức đối tô giật nói ra, tô giật, ta tới giúp ngươi, đột nhiên, tự như lăng trần tiên tử hạ phạm, nguyệt ngưng nhi lân lân rơi xuống đất, sau lưng nguyệt giao cốc người cũng ứng thanh mà rơi, thân đồ song song xem xét nguyệt ngưng nhi đã rơi xuống, nhắm hướng đông phương uyên khinh động lông mày, cũng không quá tình nguyện rơi vào tô giật bên cạnh, âm trầm nhìn qua bên cạnh nguyệt ngưng nhi, tô giật tự biết chuyện này chỉ có thể trách chính mình, vừa rồi cũng là nhất thời nóng vội. Trước sau mấy trăm đạo tàn nhẫn ánh mắt tập trung trên người mình, tô giật cũng không muốn nguyệt ngưng nhi đặt mình vào nguy hiểm hôm nay hẳn là một trận kinh khủng giết người thịnh yến huyết tinh cùng bạo lực sẽ chỉ làm tô giật triệt để đắc tội cổ tông nguyệt giao cốc cùng vô song tiễn đội có thế không lẫn vào tận lực không nên dính vào hừ tô giật ngươi còn tưởng rằng ngươi có thế chạy sao đám người chỗ sâu cao cao tại thượng công dương tinh vũ tinh mục trung lộ ra một tia giảo hoạt liếc mắt trông thấy công dương tinh vũ tô giật sát ý nháy mắt bạo dũng đi lên đối nguyệt ngưng nhi nói ra các ngươi đi xuống đi việc này không có quan hệ gì với các ngươi hôm nay cổ tông ta bằng vào ta mệnh tất khiến cái này người trả giá đắt chương hai nghìn một trăm bảy mươi bảy bách hoàng chi chiến thanh âm đinh tai nhức ốc tô giật ánh mắt từng cái đảo qua trước người những này cùng vọng đệ tử cũng bởi vì cái này yểm hải mảnh vỡ còn có có lẽ có đố kỵ cái này vài trăm người liền có thể bị công dương tinh vũ dạng này gian tà tiểu nhân lợi dụng tô giật cười lạnh một tiếng những này cặn bã không giết, còn giữ ăn Tết sao, âm âm, toàn thân sát ý lại lần nữa tăng vọt, Nguyệt Ngưng Nhi lạnh ý ánh mắt trung rẩy, nhìn qua tô giật quyết tuyệt con ngươi, Nguyệt Ngưng Nhi biết, hôm nay khuyên như thế nào tô giật đều là không khuyên nổi, tô giật tính cách, ngày ấy thăng vân cung trước mình đã hiểu rõ nhất thanh nhị sở, nếu là xúc phạm nghịch lân của hắn, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ đi sông, mắt lộ ra ngưng trọng, Nguyệt Ngưng Nhi nhếch đôi môi, hướng phía sau lưng nguyệt giao cốc ra lệnh lui ngọc thủ vừa nhất, nguyệt ngưng nhi liền dẫn thân đồ song song cấp tốc hướng về sau vừa rút lui nơi xa thân đồ song song cùng đông phương Nguyên bọn người sắc mặt xanh xám rộng lớn hư không đổ ra tràn ngập khí tức hết sức khủng bố ngưng nhi tỷ tô giật là lợi hại chúng ta đều nghe qua a à. thế nhưng là nhiều người như vậy hắn thật có thể chứ cho dù ngoài miệng chán ghét cái này tô giật thân đồ song song vẫn là quan tâm tới tô giật tới Nguyệt Ngưng Nhi thở dài một hơi, nhìn qua đầy người máu tanh tô giật, chỉ nói một câu, song song, mọi người ở đây lại có ai có thể ngừng lại hắn nộ hỏa đâu. Lắc đầu, Nguyệt Ngưng Nhi nhảy bén ánh mắt tùy ý đảo qua mỗi một vị trong ngoài phủ đệ tử trên mặt, khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, đột nhiên kịp phản ứng, trước người cái này hoảng sợ mấy trăm người, căn bản không có vân gia cùng vu mã gia thân ảnh. Tại toàn bộ trong ngoài phủ đệ tử đại chiến cửu tính đệ tử thời điểm, vân gia cùng vu mã gia cũng một mực chưa từng xuất hiện thân ảnh hôm nay cổ tông sắp biến thiên nguyệt ngưng nhi hít thở sâu một hơi lãnh quan trung tràn đầy ngưng trọng vu mã gia cùng vân gia biến mất cũng không phải là ngẫu nhiên nguyệt ngưng nhi liếm liếm khô khốc môi đỏ chóp mũi co rúng hôm nay không riêng gì cổ tông thế hệ trẻ tuổi có thể sẽ có kiếp nạn thậm chí toàn bộ cổ tông đều sẽ thảm tao kiếp nạn vu mã tu nguyệt ngưng nhi than nhẹ một câu ánh mắt nháy mắt lãnh triệt một bên thân đồ song song cùng Đông Phương Uyên cũng lập tức ánh mắt lắc một cái. đúng vậy a, à, vua ngựa cùng vân gia đâu? Đông Phương Uyên thấp giọng, trầm giọng nhìn về phía Nguyệt Ngưng Nhi. Nguyệt Ngưng Nhi làm một cái xích lại gần thủ thế, lập tức nói ra. trong tuyệt cảnh lớn như vậy động tĩnh, Tuần Tràng trưởng lão cùng nãi nãi bọn hắn đều không có đến ngăn lại, chỉ sợ vua mã gia động tay động chân. các ngươi nhanh đi dược phẩm điểm tiếp tế, tìm tới Tuần Tràng trưởng lão. nhanh, chợt. Nguyệt Ngưng Nhi để thân độ song song cùng Đông Phương Nguyên nhanh đi rời đi, chính mình ở đây nhìn chầm chầm. Vũ Văn nhà hòa thuận kính gia người, trông thấy thân độ song song cùng Đông Phương Nguyên đã rời đi, cũng lập tức phát hiện không tầm thường. Ngưng Nhi sư tỷ, công dương cùng lục gia đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Chỉ sợ không chỉ là bắt tô giật đơn giản như vậy a. À? Vũ Văn gia hít sâu một hơi, hạ giọng đối Nguyệt Ngưng Nhi nói, đúng vậy a, à, Ngưng Nhi sư tỷ, nếu như cổ tông chuyện gì phát sinh, hôm nay chúng ta làm liều mạng một lần. Kính thiên trảm hung giữ nhìn một cái trong đám người công dương tinh vũ, tràn đầy xem thường, hai vị sư đệ, để Nguyệt Ngưng Nhi cảm động hết sức. Nâng lên hai con ngươi, Nguyệt Ngưng Nhi nguyên khí truyền âm, nói ra, cũng không gạt được, cũng được. Vu Mã Gia là Long Gia Giang Tế, bây giờ cái này yểm hải tuyệt cảnh chỉ sợ đều bọn hắn đạo, dư thừa, một lát giải thích không rõ. Ta đã để song song bọn hắn đi liên hệ cung chủ bọn hắn, vậy những này các đệ tử. Vũ Văn Huyền phong trận to hai con ngươi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chẳng qua là bị lợi dụng mà thôi. Nguyệt Ngưng Nhi nói, nhìn kỹ hướng công dương tinh Vũ, hắn trong tay chính cầm mấy khối lấp lánh mảnh vỡ, nguyên lai, trong đó có không ít người là bị công dương tinh Vũ dùng mảnh vỡ cho mê huyển ở, lúc này mới dễ dàng bị khống chế, lập tức. Kính Thiên Cảm cùng Vũ Văn Huyền Phong nhìn nhau, trùng điệp nhẹ gật đầu, lập tức biểu thị gia nhập Nguyệt Ngưng Nhi đội ngũ. Một phen trò chuyện về sau, Kính Thiên Trảm cùng Vũ Văn Huyền Phong cũng đi hỗ trợ thân đồ song song. Trước khi rời đi, Nguyệt Ngưng Nhi đặc biệt dặn dò, Vu Mã Gia nhất định là thiết hạ ngăn chặn giao lưu cấm chế, nhất định muốn tìm tới phá đi. Sau khi hai người đi, nhìn về phía tô giật Nguyệt Ngưng Nhi, thấp giọng thở dài, nhũ mẫu cùng cung chủ, giờ phút này nhất định cũng đang tìm biện pháp đi. Đám người bên trong, nhìn qua trời đi kính thiên trảm cùng vũ văn huyền phong công dương tinh vũ kiệt cười một tiếng vũ văn nhà hòa thuận kính gia dù sao là đi về phía cửa ra chỉ cần không ở lại nơi này vướng bận chính mình căn bản sẽ không lo lắng nhưng nếu là muốn đi phá hư vu mã gia bày cấm chế vậy đơn giản chính là người si nói mộng đánh giá toàn trường chỉ còn lại nguyệt gia công dương tinh vũ ánh mắt tức giận càng tăng lên lay động trong tay yểm hải mảnh vỡ thời khắc này công dương tinh vũ toàn tâm toàn ý đều là muốn giết tô giật lập tức hướng phía tô giật âm lãnh hò hét tô giật ngươi cái này hỗn trướng cướp ta người trong lòng lại nhục ta vị hôn thê thật cho là cổ tông không người sao bỗng nhiên mấy trăm hào nguyên hoàng đệ tử lên trời xuống đất đem tô giật súng lại lại với nhau cảm xúc khủng bố giữ tận đáng sợ khí tức càng quét thiên địa nguyên hoàng cảnh cường giả như thế vây công một nguyên tông cảnh cường giả đổi lại là ai đều sẽ hai chân như nhũng ra tâm thần rung rẩy ở vào trung tâm vòng vây tô giật một mặt nghiêm nghị cực kỳ âm trầm ánh mắt nhìn chầm chầm công dương tinh vũ trong thân thể nhiệt huyết đã toàn bộ sôi trào lên kiếm chỉ thiên địa phong mang tất lộ cảnh tượng trước mắt tô giật hết sức quen thuộc tam ô vực trung nhiều như vậy yêu tông yêu thú vây công tràn diện sao không thể so cái này hùng vĩ hùng vĩ nhiều người lại như thế nào người đông nhìn nghịch lại như thế nào tô giật không sợ cho dù là trăm vạn hùng binh, ngàn vạn yêu linh, chỉ cần tổn thương hắn tay chân, một trận chiến này, tất đánh, âm lãnh hàng ý ánh mắt tập trung toàn trường, tô giật quanh thân bạo dũng cùng cùng cường hoành khí lãng, tự như xuyên qua tuyên cổ thiên địa, trong mắt tinh quang đấu bắn mà ra, gầm thét lên, cổ tông người, hôm nay làm mệnh tan nơi này. Công dương tinh vũ, ta bắt ngươi mệnh kính ta tinh nhi, kính ta huynh đệ, cuồng cuồng tiếng gầm, tuôn ra đảng không ngớt, nương theo lấy cực độ nhiệt độ cao khí tức hung sát càng quét thiên địa, cùng quanh không trung đáng sợ uy áp ngược lại là liều đến lực lượng ngang nhau, nhìn qua tô giật không có chút nào bị hù ngã, uy vũ bá khí, ngược lại sống lại ra một cổ cường hoành uy nghi, phách tuyệt nghiêm nghị, công dương tinh vũ răng đều nhanh cắn nát, trong thanh âm đè nén nổi giận cùng sát ý, mảnh vỡ quan mang yêu dị, bàn tay cao cao vung xuống, quát ầm lên, giết. Giết hắn cho ta, oanh mạng thiên quan mang hư ảnh như là bạo vũ lạc hạ trước người vô số đạo hung mảnh quan trụ đánh rớt tại tô giật dưới vị trí rầm 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 ống ánh mà ánh sáng lóng lánh khí tức phủ kín thương khung hung quan ba động khí tức khủng bố phi thường hư không bên trên sấm sét vang dội phong khởi vân dũng quan mang đập nện mặt đất kinh lôi âm thanh liên hoàn nổ tung giờ phút này cả phiến thiên địa biến thành bạch sắc quan mang hải dương tự như mất thông giữa thiên địa chỉ để lại ông lưỡi mát âm thanh theo không gian thật lớn rung động, trên mặt đất đã biến thành một cái phương viên mấy ngàn dặm hố sâu, hàng không đáy đồng dạng thâm thúy, chấn nhân tâm phách. Chương 2178, Thần Trung Chi Uy, cao cao tại Thượng Công Dương Tinh Vũ, trong mắt tràn đầy sôi trào mừng rỡ, cao giọng nói, ha ha ha. Tô giật, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Là của ta, hết thảy đều là ta. Đi chết đi. Cho ta đánh chết hắn, Nguyệt Ngưng Nhi, ngươi xem một chút ngươi thích còn không phải bị ta oanh thành bả vụn. Công dương tinh vũ ánh mắt trung rảy, hung ác nham hiểm mà đối với Nguyệt Ngưng Nhi cùng tiếu. Một nháy mắt, quan chiến Nguyệt Ngưng Nhi cũng đi theo hô hấp đột nhiên ngừng, vẽ kinh hải từ trên mặt phi tóc xẹt qua. Mấy trăm đạo nguyên hoàn cảnh cường giả công kích, há lại nguyên tông cảnh có thể ngăn cản, tô giật. Nhìn qua mạng thiên hung hãn công kích, Nguyệt Ngưng Nhi kêu khóc lên tiếng, nguyên hoàng xuất thủ một nháy mắt, Nguyệt Ngưng Nhi liền hối hận, chính mình hẳn là đứng tại tô giật bên người, tâm như loạn trống nguyệt ngưng nhi nội tâm đau xót, nhất thời sông lên bầu trời, chỉ gặp cao cao hư không bên trên, chói mắt kim sắc trong tầng mây, một thân ảnh thần uy hiển hách, chính cao cao mà đứng, tô giật. Nguyệt ngưng nhi mừng rỡ không thôi, toàn thân không ngừng run rẩy. Một nháy mắt, mấy trăm đạo ánh mắt đi theo nhìn về phía trên không, chỉ gặp tô giật quanh thân tuôn ra tạo nên một đạo đáng sợ năng lượng vòng xoáy điên cùng thiên địa phong lôi năng lượng tại hư không bên trong không ngừng quanh quẩn từ tô giật chỗ mi tâm một đạo màu vàng kim long văn bắt đầu lấp lánh thần mang dập dờn tự như mang theo khí tức cổ xưa tùy theo tô giật chậm rãi mở hai mắt ra kim mang lóa mắt nhìn hầm hầm thế gian sinh linh tô giật thân thể đứng thẳng sau lưng trường bạo phát họa lên hỏa diễm phù lục kim quan quanh quẩn như là thần chỉ hàng thế tâm thần phóng thích ra Tô giật nháy mắt bắt được công dương tinh vũ trong tay mảnh vỡ kỳ dị năng lượng, cao giọng đối dưới đấy mọi người nói, công dương tinh vũ cấu kết vu mã gia, thật là long gia giang tế, cho các ngươi một cơ hội, rời đi người, ta không giết. Vô hình linh hồn năng lượng tự như như thủy triều phóng thích ra, lan tràn tại bao la vô biên không gian bên trong, tô giật thanh âm như là hồng chung chấn thế, tiếp tục nói ra, lưu lại người, hẳn phải chết. Nghe vậy, toàn trường xôn xao, tất cả bởi vì tô giật an toàn đào thoát mà ánh mắt kinh ngạc, ngược lại biến thành ánh mắt nghi hoặc rồi trên người công dương tinh vũ. Một nháy mắt, rất nhiều người ánh mắt từ huyết hồng biến thành thanh tịnh, tự hồ thậm chí khôi phục không ít, lông da gia gian tế. long da tại cổ tông bên trong mới thật sự là địch nhân. Là cổ tông tuyệt đối không thể phạm tối kỵ, có thể thụ như thế một kích, còn không chết người, thật là công dương tinh vũ trong miệng loại này người vô sĩ sao? Nói trắng ra, ở đây rất nhiều người đều là vì cầm tới yểm hải mảnh vỡ mà đến đi tham gia vân gia đại quyết nếu là tô giật chỉ giết công dương tinh vũ chỉ sợ công dương tinh vũ không thể chống đỡ một chút nào công dương tinh vũ chết rồi chính mình đằng sau lại đến đi đâu hỏi hắn muốn yểm hải mảnh vỡ rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau bắt đầu có chút khó khăn cùng nghi hoặc chỉ nghe hư không bên trên nguyệt ngưng nhi trầm giọng nói ta có thể chứng minh tô giật câu câu là thật ta hỏi các ngươi tuần tràng trưởng lão ở đâu vu mã gia người hiện tại lại tại ở đâu giữa không trung rất nhiều thanh âm không dứt bên tai rất nhiều nguyên hoàn cảnh cường giả cũng đã ý thức được tình thế không đúng lắc đầu một số tâm thần cường hãn nguyên hoàn cảnh cường giả thần sắc một lệ dần dần thoát ly vọng chiến hồ nghi cùng hỏa nhiệt ánh mắt đều rồi trên người công dương tinh vũ xác thực từ đầu đến cuối trong ngoài phủ đệ tử đều là ở bên trong hao tổn hồi tưởng lại đây quả thật là khả nghi nàng mổ mổ Mặc kệ là công dương tinh vũ hay là tô vật, ta mặc kệ. Ta rời khỏi, ta cũng rời khỏi. Ta cũng không phải công dương gia tử đệ, vân tinh tiểu thư ta cũng không chiếm được, giết tô vật ta có thế có chỗ tốt gì, công dương tinh vũ, có bản lĩnh chính ngươi cùng tô vật đánh. Đừng liên lụy chúng ta. Ta đi tìm mảnh vỡ, thà rằng tin là có, không thể tin là không, lấy lại tinh thần, trên trăm người căm tức nhìn công dương tinh vũ lập tức cũng mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp hướng nơi xa đi tới hỗn trướng trở lại cho ta các ngươi không muốn đi a à? công dương tinh vũ lập tức hoảng hồn muốn giải thích chính mình lại thế nào giải thích được rõ ràng yểm hải mảnh vỡ tất cả mọi người không muốn tô giật cừu hận cũng bởi vì vừa rồi một kích kia tất cả mọi người cũng không muốn báo không có hai thứ đồ này mặc cho công dương tinh vũ làm sao điều khiển trong tay yểm hải mảnh vỡ cũng khó có thể vãn hồi bại cục mắt thấy đại cục đã định, bên người liền chỉ còn lại công tử phủ cùng lục môn đệ tử, còn có một chút trong ngoài phủ đệ tử, công dương tinh vũ hai con ngươi dần dần huyết hồng, nộ hỏa lại lần nữa giấy lên, tô giật, ngươi tên súc sinh này. Những người còn lại, cùng ta cùng tiến lên, quanh không trung khí tức cổ xưa tràn ngập, triệt để vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công tô giật, nhìn qua trước người còn lại bảy tám chục đạo thân ảnh, ánh mắt khinh động, lạnh lùng nói, đã như vậy. Đều đi chết đi âm âm khóe miệng mang theo đường công mỉm cười tô giật ánh mắt vẫy một cái giang hai tay ra to lớn vô cùng thần bí không gian nháy mắt biểu diễn ra tại người chết trước mặt tô giật không cố kỵ gì u ám hư không bên trên một đạo to lớn vô cùng thần bí linh chung từ cửu thiên mà xuống bốn phía lập tức vang lên vượt qua thiên địa cổ lão phạn âm ngâm sướng thanh âm ông kinh khủng năng lượng thiên địa bao quát thể bầu trời quanh không trung nháy mắt rung lên đem bảy tám mươi tên đệ tử toàn bộ bao vây lại lớn thân chuông hiện ra kim quang ống ánh, như là thiên ngoại đến vật, thái sơn đồng dạng rơi vào đất bằng phía trên, Nhất lên vạn trường sóng cả gần sóng không gian. Đây là Nguyệt Ngưng Nhi ánh mắt đờ đẫn, mắt thấy xuyên thủng không gian thần bí chuông lớn, thật lâu nói không ra lời, chỉ gặp hư không bên trên, tô giật đôi mắt kích động, bốn phía lập tức bạo liệt ra từng cơn sóng gần khe hở. Chung bên trong không gian thật lớn năng lượng nháy mắt đem các đệ tử áp chế thất khiếu chảy máu, ông đầu khóc trống thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, cứu cứu ta a, à? ta không muốn chết a, à? liền ngay cả không ai bị nổi công dương tinh vũ cũng rốt cục quỳ trên mặt đất, ngước nhìn chung bên trong trạng rỡ kim quang, lăng lệ năng lượng tựa như roi lôi điện đánh trên người mình, đã sớm đem công dương tinh vũ linh hồn không ngừng bỡ ngỡ, chết đi, kim quang ống ánh, tô giật đạp không mà đứng, trầm thấp tiếng quát chậm rãi rơi xuống, phất tay đối công dương tinh vũ lập tức mạng thiên màu bạc trắng cửu thiên huyền lôi bỗng nhiên rơi xuống, oanh, hư không bên trong, chậm chạp xoay tròn thần quan chung lớn đột nhiên rung lên, thao thiên huyết tinh sát khí khuếch tán ra đến, trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa, quanh không trung ngắn mũi rung lên, toàn bộ không gian hoàn toàn yên tĩnh. Năng lượng kinh khủng cùng sinh linh khí tức đều bị cái này khủng bố đến cực hạn xét đánh triệt để phá hủy, ở đây duy nhất mắt thấy người Nguyệt Ngưng Nhi bị cái này hung mảnh năng lượng bức bách liên tiếp nhanh lùi lại, bừa bộn thiên địa, hỗn loạn tưng bừng, hô hô, hồi lâu sau, cơn bão năng lượng rốt cục im bạc mà dừng, thiên địa quay về bất tỉnh minh, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động đều chôn vùi, kết thúc. Nhanh như vậy. Nện ở trên mặt đất Nguyệt Ngưng Nhi, khóe miệng chảy ra một vòi máu, to lớn lực trùng kích để nàng cũng thụ thương không thôi, nhưng để nàng càng thêm khiếp sợ sự tình, một nháy mắt, tất cả mọi người chết rồi, chỉ là trong nháy mắt. Bảy tám mươi tên nguyên hoàn cảnh đệ tử toàn bộ mất mạng. Nguyệt Ngưng Nhi trong ánh mắt chỉ có tuyệt đối kinh hãi, kia là nguyên tông cảnh ngũ trọng nên có năng lượng sao? Chương 2179, xuất phát mộng yểm hải, thời khắc này Nguyệt Ngưng Nhi vô cùng hoài nghi mình, lão đảo đứng lên, chỉ thấy bầu trời trung, tô giật chậm rãi bay xuống, toàn thân từ lâu không có khí lực, như bụi bặm rơi xuống, tô giật. Nguyệt Ngưng Nhi vọt lên, đánh giá cùng bốn phía hủy diệt một tận phế tích, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, tô giật cũng tương tự không dễ chịu, thần bí không gian biến hóa sau đó, lần thứ nhất sử dụng cái này chung lớn, hiệu quả cố nhiên đáng mừng, nhưng là mang đến cho mình linh hồn thương tích cũng là không thể tránh né, không có trả lời nguyệt ngưng nhi, tô giật trực tiếp tại phế tích bên trên ngồi xếp bằng, ngự thiên quyết bảo vệ tâm mạch, hỗn nguyên chí tôn công liệu càng tự thân, tô giật thủ ấn liên tục xoay chuyển, không nói một lời. Nhìn qua quanh không trung còn sót lại năng lượng như là dẫn dắt đồng dạng tiến vào tô giật cơ thể bên trong, Nguyệt Ngưng Nhi hít sâu một hơi, ngồi trên mặt đất, bồi tiếp tô giật bắt đầu chữa thương, gào thét phong ngâm tiếng vang lên, thiên khung chỗ sâu lôi minh gào thét không ngớt, rung động âm âm, toàn bộ vùng bỏ hoang chỉ còn lại tô giật cùng Nguyệt Ngưng Nhi, rầm rầm, nơi xa, hơn 10 đạo cường giả thanh âm phá không mà đến, dùng Nguyệt vô cấu cầm đầu các cường giả rốt cục đuổi tới, vừa mới rơi xuống đất, cảm nhận được khí tức chấn động Nguyệt Ngưng Nhi lông mi khinh động, lập tức mở hai mắt ra, thanh âm bên trong lộ ra mỏi mệt cùng thê thảm, nhẹ giọng nói ra, nải nải, ngưng nhi, vu mã gia cùng vân gia người đâu. Nguyệt vô cấu ánh mắt rồi trên người tô giật, âm thầm co rúng, Nguyệt ngưng nhi lập tức đem công dương tinh vũ cùng lục câu đối hai bên cửa hợp, xúi dục trong ngoài phủ đệ tử truy sát tô giật sự tình nói cho Nguyệt vô cấu bọn người, Nguyệt gia chủ đến rồi. Đi qua xích phi hồng nhắc nhở, tô giật từ khôi phục trung chầm chậm tỉnh lại một lần nữa sử dụng thần bí quan đoàn năng lượng tô giật đi qua thời gian ngắn khôi phục sâu trong linh hồn vẫn y như là cảm giác được nỗi đau xé rách tim gan đứng dậy tô giật nhíu mày lập tức đem ánh mắt bắn ra hướng nguyệt vô cấu cùng nguyệt ngưng nhi cái sau trông thấy tô giật đứng lên lông mày từ thư giãn lại một lần nữa đến chấn kinh vừa rồi kia kinh thiên nhất kích đã tại nguyệt ngưng nhi trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa khủng bố ấn tượng nhưng nhìn xem tô giật hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng Nguyệt Ngưng Nhi trong mắt cũng giữ lại mấy phần nghi hoặc chi tình, tô giật, bên trong sự tình chúng ta đều đã biết, vu mã gia lợi dụng kim Long bí thuật phong ấn giao lưu kết giới cùng lối ra cấm chế, tuần tràng trưởng lão cũng bị bọn hắn giết mấy cái, này mới khiến các ngươi chịu khổ, cũng may hữu kinh vô hiểm. Thiên phù hộ cổ tông Nói đến đây, Nguyệt vô cấu âm điệu trở nên âm hàng vô cùng, nghe Nguyệt vô cấu, tô giật dò xét tiếng đến gia chủ, Nguyệt vô cấu nói cho tô giật lục gia gia chủ cùng công dương gia chủ đã bị khống chế lại, chỉ có vu mã gia chủ tung tích không rõ, vân gia chủ đâu. Tô giật ngước mắt nhìn Nguyệt vô cấu, ngắm nhìn bốn phía, Nguyệt vô cấu nhíu mày, đem tô giật cùng Nguyệt ngưng nhi kéo đến một bên, nhẹ giọng nói ra, tình huống khẩn cấp, ta cũng không gạt đại gia, đại gia chủ tiếng mộng yểm hải, bây giờ chúng ta bắt đến vu mã gia, lục gia cùng công dương gia, ứng lập tức ra ngoài. Nơi đây không nên ở lâu, mộng yểm hải. Nguyệt Ngưng Nhi trận to con ngươi, vân gia chủ vậy mà chính mình tiến vào mộng yểm hải đi, hắn đi mộng yểm hải làm cái gì? Tô giật hơi nghi hoặc một chút, bên trong có một số bí mật, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Nguyệt vô cấu nói, lập tức, Nguyệt vô cấu làm cho tất cả mọi người rời khỏi yểm hải tuyệt cảnh, chỉ nghe tô giật thấp giọng nói ra, Nguyệt gia chủ, thỉnh cầu ngươi đem tất cả sưu tập đến yểm hải mảnh vỡ giao cho ta, đột nhiên quay đầu, Nguyệt vô cấu thanh âm lập tức cao mấy chuyến nói khẽ ngươi muốn làm gì ngươi cũng muốn tiếng mộng yểm hải không được quá nguy hiểm nguyệt vô cấu không chút suy nghĩ liền quả quyết cự tuyệt tô giật thỉnh cầu lập tức chào hỏi tất cả gia chủ tuân theo vân gia tử đệ hạ lạc chuẩn bị rời khỏi tuyệt cảnh mở quyết nghị đại hội chẳng lẽ ngươi cảm thấy tìm không thấy vu mã gia chủ hắn là chạy ra cổ tông hay sao tô giật để nguyệt vô cấu lại một lần nữa dừng lại bước chân chậm rãi quay đầu nguyệt vô cấu lão mặt ngưng trọng Vân Trung Ly lợi dụng vân gia đại quyết, điều hổ ly sơn, chính mình chui vào mộng yểm hải, kia vu mã gia lại thế nào sẽ không lợi dụng công dương, lục môn cùng tô giật ân oán cũng tới một lần điều hổ ly sơn đâu, nghĩ tới đây, ở đây gia chủ nhóm ánh mắt đấu bắn ra từng đạo hàng quan, thân đồ ý đứng dậy, thấp giọng nói ra, tô giật nói không sai, vu mã gia tìm ẩn nhiều năm như vậy, nhất định là vì mộng yểm hải bí mật mà đến, đúng vậy a à. Vậy nhưng làm sao bây giờ? nhiều năm như vậy, cũng chỉ nghe đại gia chủ nói qua chính mình từng từng tới mộng yểm hải. Ai lại dám vào nhập cái chỗ kia, không được. Vu mã gia nếu là tiến vào mộng yểm hải, chuyện này liền càng thêm nghiêm trọng, đi. Chúng ta đi tìm mộng yểm hải, lao nhau, tất cả cường giả nghị luận âm ỉ, lập tức, tôi giật hét lớn một tiếng, đối nguyệt vô cấu nói ra, đủ. Ta đi tìm vân gia chủ, cái gì, ngươi? Nguyệt vô cấu mất thất thần, lập tức lắc lắc đầu nói, mộng yểm hải dị thường nguy hiểm, cổ tông bên trong đều không có mấy người dám tùy ý bước vào, ngươi đi không phải liền là một cái chết sao, vậy các ngươi đến liền sẽ không chết rồi. Tô giật lập tức hỏi ngược lại, Nguyệt ngưng nhi lôi kéo Nguyệt vô cấu, đem tô giật miễu sát công dương tinh vũ sự tình nói một bên, nghe tới tô giật đem bảy tám mươi tên đệ tử một chiêu trảm diệt thời điểm, bao quát Nguyệt vô cấu ở bên trong rất nhiều gia chủ đều là đồng thời hít sâu một hơi đông đảo kinh hải tiếng nghị luận vang lên, mỗi một đạo rơi vào tô giật trên lưng ánh mắt đều vô cùng chấn kinh. Nhìn qua từng trương không nói lời nào khuôn mặt, tự dưng ở giữa tô giật trong mắt tràn ra một cổ nguy nga bá khí, cất cao giọng nói, ta biết, các ngươi đều tại ta đem vân tinh mất, thế nhưng là ta so với các ngươi đều muốn tìm đến vân tinh. Vân tinh một ngày không trở về, ta liền thiếu vân gia chủ một cái mạng. Chỉ có ta có thể vào, thanh âm trầm hậu mà thanh thúy, rơi vào mỗi một vị cường giả trong tai, chúng gia chủ môn trong ánh mắt lập tức có dị dạng ba động. Nguyệt vô cấu thật sâu nhìn xem tô giật, đồng tử trung cũng có được nhỏ không thể thấy kích động, có lẽ, ở đây cũng chỉ có tô giật có thể vào. Vân Trung ly cục, cũng chỉ có tô giật có thể giải, người nắm chắc được bao nhiêu phần. Nguyệt vô cấu nói nhỏ, đi vào, ba bốn phần mười, không đi vào, số không. Tô giật trầm thấp lời nói chậm rãi bay ra, cái cuối cùng trọng âm tự như bạo kích đánh vào trong lòng mọi người, can hệ trọng đại, bất kỳ cái gì một vị gia chủ cũng không thể có sơ suất, càng không thể bốc lên toàn viên hy sinh phong hiểm tiến và mộng yểm hải, nếu không cổ tông cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn qua còn có chút do dự nguyệt vô cấu, nguyệt ngưng nhi một mình đứng dậy, kiên nghị nói ra, nãy nãy không yên lòng, ta cũng đi. Không được. Tất cả người Vân gia cùng nhau phủ định, Vân bản trước ba hiện tại chỉ còn lại một cái nguyệt ngưng nhi, không thể lại có tổn thất, hãng trần sư huynh đều ở bên trong, tô giật cũng đem đi vào, ta nguyệt gia tử đệ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết sao. Nguyệt ngưng nhi cao giọng nói, đi đến nguyệt vô cấu bên người, nguyệt ngưng nhi mắt ngưng hàng quan nói, nãy nãy, tin tưởng tô giật, cũng tin tưởng ta một lần. Nặng nề thở dài một hơi, nguyệt vô cấu quay người nhìn về phía các vị gia chủ, một cổ sát phạt chi khí trào lên lông mày. Chương 2180, Nguyệt Ngưng Nhi suy tư, hôm nay, là ta cổ tông chi đại chết. Vu mã gia cấu kết long Nhiệt, công dương nhà hòa thuận lục gia càng là trắp tâm hại người. Hiện tại, chúng ta cắt không thể tự loạn trận cước. Mộng yểm hải chi đồ, ta liền đem hy vọng giao cho phía sau hai vị. Nếu có thể tìm tới hãng trần, ba người nhất định phải đồng tâm hiệp lực trợ gia chủ tru sát vu mã gia. Nguyệt vô cấu nhìn đám người, xoay đầu lại, Nguyệt vô cấu lão trong mắt rõ ràng ẩm ướt không ít, đối tô giật hai người, thấp giọng nói, hết thảy chú ý, chúng ta sẽ ở bên ngoài an toàn chờ các ngươi trở về, cổ tông tương lai, toàn bộ trên người các ngươi. Tô giật cùng Nguyệt ngưng nhi nhìn nhau, lập tức hai người tiếp nhận trưởng lão đoạt lại đi lên yểm hải mảnh vỡ, ngậm lấy mệt mỏi phong trần, hướng phía nơi xa nhanh chóng mà đi, sưu sưu, trời cao gào thét. Hai đạo lạnh thấu xương phong mang trực trùng vân tiêu, mắt thấy đi xa hai người, Nguyệt vô cấu thì thầm thất thần, nói nhỏ, trung cách, có một số việc tránh không xong, lần này, cổ tông cái này cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Từ Nguyệt ngưng nhi chỗ, Nguyệt vô cấu biết được công dương tinh vũ điều khiển yểm hải mảnh vỡ, mê hoặc đông đảo đệ tử tâm thần, nhưng tô giật lại có thể bất vi sở động, bằng vào điểm này. Nguyệt vô cấu liền không có lý do lại cự tuyệt tô giật thỉnh cầu, tô giật trên người có như thế nào bí mật, có như thế nào bản lĩnh, Nguyệt gia một đêm kia, nàng sớm đã tìm tòi nghiên cứu phải nhất thanh nhị sở. Nếu như vua ngựa địch cùng vua mã tu thật là vì yểm hải tuyệt cảnh mưu đồ hồi lâu, Vân Trung Ly cùng Tô Kính Uyên trong mộng yểm hải liền càng thêm nguy hiểm, có lẽ, chỉ có có thể phá cái này cục, đi thôi. Tuần tràng trưởng lão ở đây chờ đợi. Tất cả mọi người theo ta ra ngoài, tra phong công dương gia, lục gia còn có vua mã gia. Tất cả liên quan sự tình người các loại đều tại thăng vân cung chờ lấy một tiếng mệnh lệnh mà xuống, Nguyệt vô cấu phất tay áo rời đi, lại không lưu niệm, tô giật mang theo Nguyệt ngưng nhi, đặc biệt không có ở trước mặt mọi người mở ra yểm hải mảnh vỡ, nhìn phương xa, thiên địa u ám ở giữa, mịt mờ âm u, mảy may thấy không rõ phương hướng, trùng điệp đặc chế túi không gian bị tô giật lắc tại trên mặt đất, lớn như vậy tuyệt cảnh thiên địa, mênh mông vô ngần thượng cổ đại lục, hắn diện tích hoàn toàn không thua gì Trung Châu, đại hải xa vời, tô giật biết. Muốn tìm đến mộng yểm hải, chỉ có dựa vào trước mắt mảnh vỡ mới có thể tìm được một tia manh mối. Nhìn chầm chầm trước mắt túi không gian, tô giật ánh mắt ngưng lại, vuốt ve một chút cái cầm, lập tức bả vai khinh động. Ngồi xổm người xuống tô giật thủ ấn ngưng kết, trong tâm thần có chút trung chuyển, một cổ cường hãng vô song linh hồn năng lượng nháy mắt trải ra thiên địa. Thẳng đến xác định tất cả mọi người đã rời đi tuyệt cảnh sau đó, tô giật lại một lần nữa đem thần bí thiên địa gọi ra, kim chung hạ xuống từ trên trời, trực tiếp đem hai người bao quát, sau khi rơi xuống đất chuông lớn kim minh thanh âm vang vọng đinh tài nhức ốc chuông ngoại thiên địa bá đạo thê lương cổ phát chuông lớn hào quang rực rỡ phù lục quan văn già dạ nua mà thần thánh đứng lặng tại quanh không trung như là phủ phục tại hồng hoang thiên địa bên trong cự thú bị vây khép tại chuông bên trong nguyệt ngưng nhi tận mắt nhìn thấy trước mắt thần kỳ nháy mắt cảm xúc phun trào nhìn qua đầy trời sao lưu chuyển gào thét phong lôi âm vang bất hủ màu bạc trắng hồ quan điện quan trụ tự như cuồng long càng quét Nguyệt Ngưng Nhi không khỏi há to miệng, lui ra phía sau. Tô giật quát lên, thoại âm rơi xuống, Nguyệt Ngưng Nhi không chút do dự, vận chuyển nguyên khí, chân xuống bước đạp huyền cương, chậm rãi bay đến chung lớn biên giới chỗ, kinh dị ánh mắt trung nhẹ nhẹ, Nguyệt Ngưng Nhi nhìn qua tô giật như chớp giật kết ấn, hắn trong ánh mắt càng là hàng quan đấu bắn, mênh mông linh hồn năng lượng rơi vào đặc chế túi không gian bên trên, soạt. Mấy chục phiến hiện ra ống ánh quang huy ngói lưu ly phiến rơi trên mặt đất, như là cực hạn lưỡi đao, nháy mắt đem đất bằng cắt đứt ra mấy đạo vết cắt, khắc sâu vô cùng. Nhìn qua trước mắt những này kỳ dị vô cùng mảnh vỡ, tô giật tâm thần bên trong bỗng nhiên lắc lư, một cổ thương cổ khí tức dần dần lan tràn tại tô giật trong ốc, ngươi rốt cục tới rồi sao? Một đạo lười biến giọng nữ tinh tế mà động thính, như cùng ở tại bên tai nhẹ nhàng kể ra, lộ ra vượt qua thời gian từ từ trường hà tuyên cổ khí tức, lập tức, tô giật ánh mắt nổi lên ba động, đồng thời cũng có chút cảm xúc. Tô giật ánh mắt lắc một cái, bước chân không ngừng xê dịch, kìm lòng không được hướng phía mảnh vỡ chậm rãi đi tới. Tô giật. Nguyệt ngưng nhi ánh mắt đảo qua quanh không trung, thần sắc ngưng lại, nguyên tông cảnh thất trọng linh hồn năng lượng đi theo trung động. Linh hồn cảm giác hạ, Nguyệt ngưng nhi rõ ràng biết, tô giật lại trở nên có chút không bình thường, thế nhưng là chỗ nào không bình thường, chính mình lại không nói ra được. Loại cảm giác này, tự dưng để nguyệt ngưng nhi lại một lần nữa cảm giác được tô giật giống như trở lại lúc ấy xong linh hồn quan thời điểm đây chính là yểm hải mảnh vỡ sao chung bên ngoài tô uyển mà thanh âm nhẹ nhàng truyền đến nguyệt ngưng nhi ngước mắt liền trông thấy một vị lượng lờ mời đình thiếu nữ cấp tốc bay tới sau lưng còn đi theo một vị lão giả chính là xích phi hồng tô giật sự tình đều giải quyết rồi xích phi hồng thanh khục một tiếng nghe thấy tiếng kêu tô giật nội tâm cấp tốc bình tĩnh lại Vừa rồi một màn kia thanh âm cũng không còn lại xuất hiện, toàn bộ tinh thần cảnh giác Tô giật chợt ngẩng đầu lên, nhìn qua đi lên phía trước Tô Uyển mà cùng Xích Phi Hồng mỉm cười gật đầu, "Ngưng Nhi cô nương, vị này là Phục Yêu Môn thượng nhiệm tông chủ, Xích Phi Hồng." Không nghĩ nhiều nữa, Tô giật hướng sau lưng Nguyệt Ngưng Nhi giới thiệu nói, nhìn xem hai người, Nguyệt Ngưng Nhi cũng là hơi thi lễ, thở dài một hơi, nói ra, "Ta còn tưởng rằng Uyển Nhi cô nương cũng thảm tao." Không có việc gì cũng quá tốt. Tô Uyển mà một thanh kéo qua Nguyệt Ngưng Nhi cánh tay, khẽ cười duyên, đối Tô Giật, khuôn mặt nhỏ hơi dạng phấn hồng, nói, nhờ có Tô Giật ca ca kịp thời đuổi tới, chỉ là thượng vũ ca ca còn nằm tại linh trì bên trong. Thuận Tô Uyển mà, Nguyệt Ngưng Nhi lúc này mới chú ý tới toàn bộ chung lớn nội bộ vô cùng rộng lớn. Nơi xa bốn đạo chính linh trì vậy mà không kịp phát hiện, vương thượng vũ đang nằm tại thủy trấn thiên thạch chỗ linh trì bên trong. Mờ mịt mông lung nguyên khí quan mang bao phủ tại vương thượng vũ trên thân thể, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ nhưng là khí cơ lại tự dưng cường thịnh rất nhiều chợt nguyệt ngưng nhi cảm thấy tựa như tảng đá rơi xuống đánh giá đến mảnh này mênh mông vô ngần thần bí không gian vương thượng vũ đỉnh đầu thủy trấn thiên thạch xoay tròn không dứt nguyệt ngưng nhi tự nhiên lòng dạ biết rõ kia là vật gì nhìn qua lạnh buốt mênh mông thủy thuộc tính năng lượng nguyệt ngưng nhi trong lòng kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt không tự giác liền rơi vào tô giật trên thân hắn đến cùng cất giấu như thế nào bí mật trong này bất luận một món đồ gì xuất ra đi, đều nhất định sẽ nhấc lên thiên mang đại luật sống lớn ngập trời. Tòa này thần bí thiên địa, càng là ngay cả yểm hải mạnh vỡ cái này nhiếp nhân tâm phách ma vật đều có thể chống cự, có lẽ chính là tô giật có thể như thế biến thái nguyên nhân. Bây giờ, tô giật lại có thế dạng này quan minh chính đại hiện ra ở trước người mình. Đây là một loại tín nhiệm, một loại chiến hữu ở giữa tuyệt đối tín nhiệm. Nhết đôi môi, Nguyệt Ngưng Nhi trong lòng lại lần nữa rung động, suy nghĩ dần dần phiêu đảng làm sao không phải mình trước gặp gỡ hắn đâu. Tô giật, dưỡng tinh thần nê ta đã vì ngươi trồng vào trong ruộng, quyển nha đầu cho ngươi tìm được. Xích phi hồng đứng tại tô giật bên cạnh, tay vuốt chòm râu, khẽ cười nói,